lúc Hồ Kiều Kiều hoàn hồn, phát hiện mấy đôi mắt trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Sao vậy? Sao đều dùng ánh mắt này nhìn ta? Cô nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ kiểu dáng quần áo trên người cô quá kỳ lạ, bọn họ không thể chấp nhận. Có phải ta mặc kỳ lạ quá không? Ta vẫn nên về phòng thay bộ quần áo bình thường hơn đi. Hồ Kiều Kiều vừa nói, vừa định quay người về phòng thay quần áo. Vì gia thú khó may, thú nhân đa số đều mặc đồ ngắn, áo và váy gia thú là tách rời. Hồ Kiều Kiều nghĩ váy liền áo tiện lợi, giặt quần áo còn có thể ít hơn một bộ, liền may một bộ quần áo ngắn và một chiếc váy. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Hồ Kiều Kiều cũng muốn mặc váy đẹp. Không ngờ Long Mặc và mấy đứa nhỏ đều có biểu cảm này, Hồ Kiều Kiều lập tức nghi ngờ có phải mình không nên may váy hay không. Không phải, Kiều Kiều, nàng mặc bộ này rất đẹp, Long Mặc lập tức lên tiếng giải thích. Đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy vẻ kinh diễm. Hồ Kiều Kiều vốn có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, trước đây luôn mặc da thú màu tối hoặc là che kín mít, tuy vẫn xinh đẹp nhưng lại khiến người khác dễ dàng bỏ qua dung mạo của cô. Bây giờ mặc quần áo vải gai màu trắng, dáng người yểu điệu lộ ra không sót gì, cánh tay thon thả trắng như tuyết. Khuôn mặt trái xoan, môi đỏ như son, mặt đẹp như hoa đào, khiến người ta nhìn một cái liền không thể rời mắt. Nương mặc quần áo mới đẹp quá, đẹp hơn tất cả giống cái trong bộ lạc. Nương đừng thay, quần áo mới đẹp lắm. Mấy đứa nhỏ cũng vội vàng lên tiếng. Đôi mắt to tròn nhìn Hồ Kiều Kiều, sợ cô không vui liền đi thay quần áo. Bị mấy người nói như vậy, Hồ Kiều Kiều có chút ngại ngùng. Đẹp lắm sao? Nào có khoa trương như các con nói, mấy tên nịnh nọt. Hồ Kiều Kiều cào mũi mấy đứa nhỏ, cô ý nói. Chẳng lẽ trước đây nương không đẹp sao? Nương trước đây cũng đẹp, nương mặc gì cũng đẹp. Long Linh Nhi phản ứng nhanh nhất, ngọt ngào nói. Mấy đứa nhỏ đồng loạt gật đầu đồng ý. Phải nói, Hồ Kiều Kiều rất thích nghe những lời khen ngợi này, cười đến mức khóe mắt cong lên. Long Mặc đi tới, nhận lấy chậu nước và quần áo gia thú trên tay Hồ Kiều Kiều, giọng nói trầm ấm. Nàng là giống cái đẹp nhất mà ta từng gặp. Hồ Kiều Kiều đỏ mặt, hỏi bằng giọng nũng nịu, vậy sau này nếu chàng nhìn thấy giống cái đẹp hơn ta thì sao? Trong lòng ta, không có giống cái nào đẹp hơn nàng, Long Mặc không cần suy nghĩ liền trả lời. Giống được thú nhân là trung tình nhất, đã nhận định một giống cái, thì giống cái khác sẽ không thể lọt vào mắt nữa. Tuy biết bản tính của thú nhân, nhưng khi nghe được những lời đường mật như vậy, trong lòng Hồ Kiều Kiều vẫn không nhịn được rung động. Cô không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Long Mặc, cũng giống như địa vị của Long Mặc trong lòng cô. Mấy đứa nhỏ thấy vậy, đều tự giác che tai chuồn mất. Không chuồn đi phụ thân lại tìm cớ luyện tập bọn chúng, hôm nay là ngày con non đến chuồng thỏ luyện tập kỹ năng săn bắn. Ăn sáng xong, Long Mặc và mấy đứa nhỏ đều ra ngoài. Thời tiết quá nóng, Hồ Kiều Kiều không có tinh thần, còn cần thích nghi một thời gian. Dứt khoát nằm ì ở nhà, lấy một chiếc quạt mini cầm tay đã sạc đầy pin từ trong không gian ra để hạ nhiệt, lúc này mới không bị say nắng. Hồ Kiều Kiều vừa thổi quạt, vừa đan mũ rơm, tìm việc gì đó để làm. Một buổi sáng cứ thế trôi qua. Đến trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng tăng lên mức cao nhất trong ngày. Hồ Kiều Kiều chỉ cần ngồi im, cũng cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Đi trong sân càng giống như bị nướng trong lò lửa vậy. Long Mặc đi săn trong rừng còn đỡ, trong rừng cây cối cao lớn, có thể che nắng. Nhưng mấy đứa nhỏ ở chuồng thỏ lại không có chỗ che nắng, còn phải chịu đựng phơi nắng. Hồ Kiều Kiều nghĩ đến đây, không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ, cô cất quạt mini vào không gian, lấy một ít trái cây giải khát từ trong không gian, cho vào thùng gỗ, dùng dây thừng buộc lại thả vào giếng nước. Tuy mùa hè nóng, nhưng nước trong giếng lại mát lạnh. Trước đây ở nông thôn, người già đều dùng giếng nước làm tủ lạnh tự nhiên, như bia và trái cây đều được thả vào giếng nước ướp lạnh rồi mới lấy ra ăn. Làm xong những việc này, Hồ Kiều Kiều liền xách một chiếc giỏ tre, dùng da thú che lại, đội chiếc mũ rơm rộng vành đã đan vào buổi sáng ra ngoài. Cô định mang trái cây ướp lạnh đến cho mấy đứa nhỏ giải khát. Còn trái cây ướp lạnh, nếu lấy từ giếng nước ra, chờ cô đi đến chuồng thỏ chắc chắn đã bị nướng thành trái cây nóng rồi. Khi gần đến chuồng thỏ, Hồ Kiều Kiều mới thò tay vào giỏ tre, lén lấy trái cây đã đông lạnh trong không gian ra, bỏ vào giỏ tre. Chiếc giỏ tre vốn nhẹ bẫng lập tức nặng trĩu. May mà Hồ Kiều Kiều cũng không phải là người tay yếu chân mềm, xách một chiếc giỏ mấy chục cân vẫn không thành vấn đề. Lúc này mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, Hồ Kiều Kiều chỉ cảm thấy lòng bàn chân sắp chín rồi. Nhưng đi bộ bên ngoài, ngược lại có chút gió, trong giỏ còn có hơi lạnh tỏa ra, ngược lại không khó chịu như ngồi ở nhà. Hồ Kiều Kiều xách giỏ, nhanh chóng đi đến chuồng thỏ. Cửa chuồng thỏ có thú nhân canh gác, nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đến, không nói hai lời liền cho qua. À, Hồ Kiều Kiều vừa định nói rõ mục đích đến đây, thú nhân canh cửa đã chắp hai tay thành loa,
hét to vào trong chuồng thỏ. Long Nghiêu, nương của các ngươi đến thăm các ngươi rồi. Giọng thú nhân rất to, lập tức truyền đến tai mấy đứa nhỏ. Không chỉ mấy đứa nhỏ, ngay cả Giải Man và con non khác cũng nghe thấy. Không bao lâu, Hồ Kiều Kiều liền nhìn thấy mấy con rồng đen nhỏ bay phía trước, chạy như bay từ trong chuồng thỏ ra. Phía sau còn có một con cáo trắng như tuyết và một con gấu trúc trắng đen. Nhìn ra phía sau nữa, còn có một đám thú nhỏ đủ loại, nhìn mãi không thấy hết. Đều là con non trong bộ lạc. Hồ Kiều Kiều suýt nữa tưởng mình nuôi nhiều con non như vậy. Nương! Mấy đứa nhỏ còn chưa kịp biến thành hình người đã chạy tới. Ở đây bọn chúng đều dùng hình thú để luyện tập. Trên người mấy đứa nhỏ đều có bụi bẩn, bẩn thỉu. Trước khi đến gần Hồ Kiều Kiều liền vội vàng phanh gấp, phủi sạch bụi trên người mới tiến lên cọ cọ tay Hồ Kiều Kiều. Hình thú của mấy đứa nhỏ bây giờ đã lớn hơn nhiều. Chỉ riêng Long Nghiêu, bây giờ đã dài bằng một con hổ trưởng thành rồi. Không còn là con rồng đen nhỏ bé, chưa bằng cánh tay như trước kia nữa. Hình thú của Long Dục và những đứa khác đều to hơn Long Nghiêu. Nếu lớn thêm chút nữa, chắc chắn khi đứng cùng Hồ Kiều Kiều, sẽ là người đẹp và quái vật. Hình thú của Ngân Thương cũng lớn hơn gấu trúc bình thường gấp đôi, đổi lại là người bình thường. Nhìn thấy con gấu trúc to như vậy trong rừng chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Nhưng trong mắt Hồ Kiều Kiều, hình thú của mấy đứa nhỏ đều rất đáng yêu. Có lẽ là do cô nhìn mấy đứa nhỏ qua lăng kính màu hồng. Vỗ nhẹ vào đầu từng đứa, Hồ Kiều Kiều nói. Nhanh đi mặc quần áo vào đây, nương mang trái cây đến cho các con, là trái cây lạnh, lát nữa sẽ không lạnh nữa. Nghe vậy, mắt mấy đứa nhỏ sáng lên. Nhanh chóng chạy đến chỗ để quần áo, biến thành hình người, mặc quần áo vải gai vào. Con non bên cạnh thấy vậy, đều nhìn Long Dục và những đứa khác với vẻ mặt ghen tị. Long Dục, nương của các con đối xử với các con thật tốt. Ước gì ta cũng là con non nhà các con. Đúng vậy, trời nóng như vậy, nương của các con còn đích thân đi đến đây cho các con ăn trái cây, nương của ta lúc này chắc đang ngủ ngon ở nhà. Đám con non như đuôi nhỏ đi theo sau Long Dục và những đứa khác. Vẻ mặt ghen tị đó, hận không thể lập tức đổi thân phận với Long Dục và những đứa khác. Giá mà nương của bọn họ cũng là Hồ Kiều Kiều thì tốt biết mấy, hu hu. Mấy đứa nhỏ thay quần áo xong, quay lại trước mặt Hồ Kiều Kiều, mỗi đứa lấy một quả lê ướp lạnh to. Cắn một miếng, nước lê ngọt ngào tràn vào khoang miệng, mắt lạnh sảng khoái. Được ăn một miếng lê ướp lạnh vào mùa hè, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Nương, sao trái cây này lạnh vậy, ngon quá. Long Nghiêu hai má phồng lên, vừa gặm, vừa hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nắng phơi đến đỏ bừng, giống như hai quả táo đỏ. Đây là nương lấy từ trong giếng nước ra, ăn chậm thôi, ở nhà còn. Hồ Kiều Kiều giải thích với nụ cười dịu dàng. Con non khác nhìn đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Thì ra trái cây để trong giếng nước có thể lạnh, ta về cũng phải bảo nương để trái cây vào giếng nước. Một con non thông minh lẩm bẩm. Cảm nhận được ánh mắt ghen tị của con non khác, Long Dục và những đứa khác chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu đổi lại là trước kia, cuộc sống như vậy quả thực là không dám nghĩ tới. Ngân Thương đứng cùng mấy đứa nhỏ, cũng không khỏi ưỡn ngực. Nó cũng không còn là con thú bị người ta ghét bỏ như trước kia nữa. Ít nhất hiện tại nó có gia đình, còn có người nhà quan tâm yêu thương nó. Nó phải cố gắng trưởng thành, sau này cũng phải chăm sóc bọn họ như vậy. Tiểu Thiên, Tiểu Thạch Đầu, lại đây. Hồ Kiều Kiều phát trái cây cho mấy đứa nhỏ xong, lại tìm kiếm trong đám đông. Nhìn thấy Phượng Thiên và Tiểu Thạch Đầu đứng phía sau, vẫy tay với hai đứa. Hai đứa đồng loạt lùi lại một bước. Bọn chúng không muốn cứ nhận đồ của Hồ Kiều Kiều, như vậy không tốt. Thấy bọn chúng không đến, Hồ Kiều Kiều đành phải đi tới. Ta mang đến rất nhiều, các con chia xuống dưới, ăn cùng mọi người. Hồ Kiều Kiều vừa nói, vừa lần lượt lấy mấy chục quả từ trong giỏ ra. Phượng Thiên và Tiểu Thạch Đầu vội vàng dùng quần áo trên người để đựng. Giỏ rất lớn, lại luôn được che bằng da thú, không ai nhìn thấy bên trong có bao nhiêu trái cây. Nghe nói mọi người đều có, hai đứa lúc này mới không từ chối nữa. Cảm ơn tỷ tỷ tiên nữ. Cảm ơn tỷ tỷ Kiều Kiều cho trái cây. Phượng Thiên và Tiểu Thạch Đầu đều lễ phép cảm ơn Hồ Kiều Kiều, kích động lộ ra hàm răng trắng. Mọi người lại đây, tỷ tỷ Kiều Kiều nói muốn chia trái cây cho mọi người ăn. Tiểu Thạch Đầu hô to một tiếng, đám con non lập tức ùa đến vây quanh. Chúng ta cũng có sao. Tỷ tỷ Kiều Kiều, tỷ thật tốt hu hu hu. Cảm ơn tỷ tỷ, sau này chúng ta săn được thú, cũng sẽ tặng cho tỷ ăn. Đám con non đều thụ sủng nhược kinh. Thời tiết thực sự quá nóng, bọn chúng từ xa đã có thể cảm nhận được sự mát lạnh của trái cây. Thú nhân đều là người biết ơn, trọng tình trọng nghĩa, nhận trái cây của Hồ Kiều Kiều, từng đứa hận không thể đổi cách xưng hô gọi cô là nương. Đừng nói là tặng thú săn cho Hồ Kiều Kiều, cho dù vứt bỏ nương của bọn chúng cũng không do dự. Giống cái, ta thật sự muốn chửi thề. Nuôi một đám sói mắt trắng là sao?
Hồ Kiều Kiều từ xa đã có thể cảm nhận được sự kích động của đám con non, nhịn không được bật cười. Tuy hôm nay trời nóng, nhưng chuyến đi này không uổng công. Nhìn đám con non vui vẻ ăn trái cây, nụ cười trên mặt bọn chúng cũng lây sang Hồ Kiều Kiều. Giải Man lặng lẽ quan sát Hồ Kiều Kiều, trong mắt tràn đầy sự kiềm chế. Giống cái này vẫn như trước, cho dù đi đến đâu cũng là người nổi bật nhất. Hồ Kiều Kiều cho con non ăn xong, cũng không quên lấy mấy quả cho Giải Man và mấy thú nhân. Trời nóng như vậy các ngươi còn phải dạy con non, vất vả rồi, ăn chút trái cây giải khát đi. Giải Man mím chặt môi, vừa định mở miệng từ chối. Ai ngờ thú nhân thèm thuồng đã lâu phía sau căn bản không cho hắn ta cơ hội mở miệng. Vui vẻ nhận lấy, miệng còn nói. Sao lại ngại thế này, đây là trái cây ngươi đặc biệt mang đến cho con non. Ây, trái cây này ngọt thật, Giải Man mặt đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn lại, mấy thú nhân đã ăn ngấu nghiến. Ăn đi, không sao ta mang đến rất nhiều, coi như là cảm ơn các ngươi đã dạy dỗ con nhà ta. Hồ Kiều Kiều cầm trái cây, đưa cho Giải Man. Cô hào phóng như vậy, ngược lại khiến Giải Man có chút ngại ngùng. Giải Man âm thầm lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào ống quần, sau đó mới đưa tay nhận lấy. Thấp giọng nói, cảm ơn. Hắn ta cắn một miếng, cảm giác mát lạnh lập tức khiến cái nóng bức cả ngày giảm đi không ít. Hồ Kiều Kiều không nói thêm gì nữa, quay lại chăm sóc mấy đứa nhỏ. Giải Man ăn rất cẩn thận, thú nhân khác ăn xong trong 3-2 miếng, còn đang liếm ngón tay một cách thòm thèm, hắn ta lại đang nhai kỹ nuốt chậm, không nỡ ăn hết một miếng. Lần này ăn xong, lần sau lại được ăn trái cây của Hồ Kiều Kiều còn không biết là khi nào. Thú nhân bên cạnh nhìn thấy Giải Man như vậy, chạy tới. Vẻ mặt nịnh nọt ghé sát vào, hỏi. Lão đại, có phải người không thích ăn không? Nếu không thích ăn ta có thể thay người xử lý, đừng lãng phí. Giải Man vừa nghe, liền nhét nốt trái cây còn lại vào miệng. Ngay cả hạt cũng nhai nát. Quay đầu nhìn thú nhân với vẻ mặt vô cảm, liền quay người đi về phía Hồ Kiều Kiều. Ta hình như không nói sai lời mà. Thú nhân nuốt nước miếng, vẻ mặt hoang mang lắc đầu. Sao lại cảm thấy lão đại hình như tức giận rồi? Chờ đã, lão đại sao người ăn trái cây lại không nhả hạt? Thú nhân nhìn bóng lưng Giải Man, đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Mỗi đứa nhỏ ăn hai quả, hơi nóng trên người cũng giảm đi không ít, cũng không còn nóng như vừa rồi nữa. Hồ Kiều Kiều lúc này mới đặt giỏ xuống đất, mở ra thú ra, lộ ra chiếc giỏ trống rỗng bên trong. Nếu cứ liên tục lấy trái cây ra, sẽ bị người khác nghi ngờ. Không bao lâu, Hồ Kiều Kiều liền nhìn thấy Giải Man đi tới. Hồ Kiều Kiều, hôm nay trời nóng quá, ngươi đến vừa lúc, liền dẫn bọn chúng về đi, chiều nay không luyện tập nữa. Giải Man nhìn khuôn mặt trắng hồng bị nắng phơi của Hồ Kiều Kiều, cố gắng rời tầm mắt, nghiêm túc nói. Hồ Kiều Kiều không nói gì, muốn hỏi ý kiến của mấy đứa nhỏ. Dù sao đây cũng là chuyện của mấy đứa nhỏ. Cô vừa cúi đầu, Long Nghiêu liền kiên định lắc đầu nói. Nương, Tiểu Ngũ không sợ mệt, cũng không sợ nóng, Tiểu Ngũ còn muốn luyện tập cả buổi chiều. Nương, chúng con cũng không mệt. Một chút nắng này chúng con không sợ đâu. Thúc thúc Giải Man, người xem thường chúng con quá rồi. Mấy đứa nhỏ đều kiên định nói, mặc dù mặt bị nắng phơi đến đỏ như mông khỉ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ngân Thương cũng gật đầu, ta cũng không về. Bây giờ thú nhân vẫn đang săn bắn bên ngoài, bọn chúng nếu ngay cả chút nóng này cũng không chịu đựng được, thì làm sao trở nên mạnh mẽ. Nghe được câu trả lời của mấy đứa nhỏ, Hồ Kiều Kiều mỉm cười, nhìn về phía Giải Man. Ta nghe bọn chúng muốn luyện tập thì cứ để bọn chúng tiếp tục luyện tập. Thấy Hồ Kiều Kiều đã nói vậy, Giải Man cũng không nói gì nữa. Được, cho con non ăn trái cây xong, đã là 2-3 giờ chiều. Nương, chúng con đã nghỉ ngơi xong rồi, người cũng mau về đi, bên ngoài nóng lắm. Long Dục kéo vạt áo Hồ Kiều Kiều, hiểu chuyện nói. Nó không muốn nương vì mang trái cây đến cho bọn chúng mà bị say nắng. Trải qua thời điểm nóng nhất trong ngày, lại đổ mồ hôi, Hồ Kiều Kiều ngược lại cảm thấy không còn nóng lắm. Cô dịu dàng mỉm cười, nói. Không sao, nương không yếu ớt như vậy, chút nóng này còn chịu đựng được. Con non đều có thể kiên trì luyện tập trong môi trường này, cô lại kêu nóng thì đúng là quá. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào bóng cây đối diện chuồng thỏ. Hôm nay nương ở đây chờ các con cùng về nhà, bên kia có bóng cây, nương ở đó chờ các con. Hồ Kiều Kiều chỉ vào cây bên kia sông, dịu dàng nói. Gần đây cô luôn bận rộn, cũng chưa từng dành thời gian bên mấy đứa nhỏ. Tuy mấy đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện, nhưng đây không phải là lý do để người mẹ thiếu quan tâm đến con cái. Mấy đứa nhỏ nghe vậy, trên mặt lóe lên vẻ kinh hỉ. Nương người muốn ở đây chờ chúng con sao? Yê, hôm nay có thể về nhà cùng nương rồi. Long Yêu vui mừng nhảy cẫng lên, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm hồng hào. Có thể thấy nhóc con khao khát thời gian ở bên Hồ Kiều Kiều đến mức nào.
Long Dục và những đứa khác tuy trong mắt cũng có vui mừng, nhưng không biểu lộ ra ngoài như Long Nghiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Nương, chúng con không phải con non nhỏ nữa, người không cần ở đây chờ chúng con. Đúng vậy, chúng con cũng không phải không biết đường về nhà. Bên ngoài nóng như vậy, bọn chúng sao nỡ để nương ở ngoài đợi bọn chúng cả buổi chiều. Được rồi, Giải Man còn đang đợi các con, mau đi luyện tập đi, chú ý an toàn, ta ở bên kia sông đợi các con. Hồ Kiều Kiều kiên quyết đẩy mấy đứa nhỏ, bảo bọn chúng quay lại chuồng thỏ. Mấy đứa nhỏ lúc này mới không nói gì nữa, ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần rồi quay về. Đám con non trong chuồng thỏ cũng đều nhìn Hồ Kiều Kiều với vẻ mặt lưu luyến, còn quyến luyến hơn cả nương ruột thịt của chúng. Hồ Kiều Kiều xách giỏ đến dưới gốc cây lớn bên kia sông, tìm một chỗ đất sạch sẽ, trải ra thú xuống đất ngồi xuống. Ngồi một lúc liền nằm xuống. Dưới bóng cây có gió mát, lại ở ven sông, Hồ Kiều Kiều đã không còn cảm thấy nóng nữa, chắc là do ra ngoài một chuyến, cơ thể đã thích nghi với nhiệt độ này. Bên này không có thú nhân nào đi qua, thú nhân bên kia cũng không nhìn thấy góc này của cô. Hồ Kiều Kiều dứt khoát lấy chè đậu xanh ướp lạnh từ trong không gian ra, vừa uống, vừa thưởng thức phong cảnh đẹp của thế giới thú nhân. Phải nói, bầu trời của thế giới thú nhân xanh ngắt, giống như có người dùng sơn tô lên vậy. Trước đây Hồ Kiều Kiều không có thời gian rảnh rỗi, bây giờ nhìn lại, lại có một hương vị khác, giống như cả nhà đến sống ở chốn đào nguyên vậy. Bên bộ lạc mới còn có hồ lớn, mùa hè chắc sẽ mát mẻ hơn bên này, thích hợp để nghỉ mát. Chờ bộ lạc mới xây xong, cô vừa hay có thể cùng Long Mặc dẫn mấy đứa nhỏ đến đó nghỉ mát chơi. Hồ Kiều Kiều vừa nghĩ, liền ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Chờ đến khi cô tỉnh lại, bầu trời xanh ngắt đã in bóng hoàng hôn. Mặt trời lặn về tây, dáng đỏ đầy trời, cô như đang ở trong màn ảnh rộng của phim vậy. Đây là lần đầu tiên Hồ Kiều Kiều ngủ ngon như vậy ở bên ngoài. Cô nhìn sắc trời, vội vàng ngồi dậy, thu dọn gia thú trên mặt đất, bỏ vào giỏ tre, chuẩn bị đi đón mấy đứa nhỏ. Lúc này bọn chúng chắc sắp ra rồi. Quả nhiên, Hồ Kiều Kiều vừa đi tới, liền nghe thấy tiếng con non nói chuyện bên trong. Không bao lâu, liền nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà mình chạy như bay ra ngoài, chạy ở vị trí đầu tiên, nương ngã, tiếng gọi ngọt ngào bao vây Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều cúi người ôm mấy đứa nhỏ vào lòng, không khỏi cảm thán, sau khi đến thế giới thú nhân, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây vì cha mẹ thiên vị em trai, nên cô không thích trẻ con. Nếu là con gái thì nên bị vứt bỏ, cô thậm chí còn không định sinh con sau này. Không ngờ đến đây, lại trực tiếp vượt qua kết hôn trở thành mẹ, may mắn là mấy đứa nhỏ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Phá vỡ nhận thức của cô về trẻ con. Thì ra điều cô thực sự ghét không phải là trẻ con, mà là sự thiên vị cực đoan của cha mẹ và tư tưởng lạc hậu bất công đó. Nương, bây giờ chúng ta về nhà sao? Bụng Tiểu Ngũ đói meo rồi. Long Nghiêu xoa bụng nhỏ, liếm môi nói. Cũng lạ, trước đây không ăn trái cây cũng không đói như vậy, chiều nay ăn trái cây nương mang đến ngược lại còn đói nhanh hơn. Nhất định là do trái cây của nương quá ngon. Chỉ biết ăn, ăn trái cây xong rồi mà ngươi còn đói. Long Trung liếc nhìn Long Nghiêu, nói móc. Bọn chúng luyện tập cả ngày, bây giờ không muốn ăn bất cứ thứ gì. Chỉ có con rồng tham ăn này, vậy mà còn kêu đói. Con cáo chớt tiệt, ta ăn của nương, không phải ăn của ngươi, ngươi quản ta làm gì. Long Nghiêu tức giận chống nạnh, quay đầu đi không muốn nói chuyện với Long Trung. Hai đứa như mọi khi thích cãi nhau. Hồ Kiều Kiều mỉm cười, xoa đầu Long Nghiêu một cách an ủi. Bây giờ không về, chúng ta đến cổng lớn đợi cha các con cùng về, cô giải thích. Cha các con đi săn bên ngoài rất vất vả, còn rất nguy hiểm, Nghiêu Nhi nhịn một chút, chúng ta đi đợi cha cùng về nhà rồi làm đồ ăn ngon cho con ăn được không? Được, Tiểu Ngũ đi cùng nương đợi cha. Long Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt ngây thơ, không còn chút nghịch ngợm như lúc cãi nhau với Long Trung. Chúng con cũng đi đợi cha. Mấy đứa nhỏ khác nhao nhao gật đầu, không có ý kiến gì. Bọn chúng đều nghe lời Hồ Kiều Kiều răm rắp. Giải Ma nhìn mấy đứa nhỏ này trước mặt Hồ Kiều Kiều giống như thỏ trắng nhỏ, không khỏi bắt đầu nghi ngờ mắt mình có phải bị ảo giác hay không. Đây thực sự là mấy đứa nhỏ hung dữ tàn nhẫn khi săn bắn sao? Giải Man không khỏi nhìn Hồ Kiều Kiều thêm hai lần. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, dường như đều trở nên bất thường. Giải Man, vậy ta và mấy đứa nhỏ đi trước đây. Hồ Kiều Kiều lễ phép gật đầu với Giải Man, sau đó liền dẫn mấy đứa nhỏ rời đi. Long Nghiêu nhảy nhót đi bên cạnh Hồ Kiều Kiều, cũng không dùng hình thú. Mấy đứa nhỏ đi phía sau, nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn Long Nghiêu rất nhiều. Cả nhà đi cùng nhau, trông thật sự giống như đang đón con tan học về nhà. Chỉ là con non mà Hồ Kiều Kiều đón hơi nhiều một chút. Không bao lâu, Hồ Kiều Kiều dẫn mấy đứa nhỏ đến cổng lớn của bộ lạc. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đến, thú nhân canh cổng lập tức chạy ra. Hồ Kiều Kiều, ngươi muốn ra ngoài sao?
có cần chúng ta hộ tống không? Thú nhân rất nhiệt tình, không hề có ý định tự cho mình là đúng ngăn cản Hồ Kiều Kiều. Trong mắt thú nhân, tuy Hồ Kiều Kiều không có thân hình cường tráng như giống đực, nhưng năng lực của cô lại mạnh hơn tất cả thú nhân trong bộ lạc. Ai dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt cô thì đúng là không có đầu óc. Không cần, chúng ta không ra ngoài, chúng ta chỉ ở đây đợi Long Mặc là được. Cảm ơn ý tốt của ngươi, Hồ Kiều Kiều mỉm cười lịch sự, từ chối. Nói xong, liền đứng sang một bên cổng lớn, tránh chắn đường. Mấy đứa nhỏ đều là người tinh danh, sao có thể không nhìn ra sự nhiệt tình thái quá của thú nhân. Bây giờ nương là người được săn đón, đi đến đâu cũng bị người ta nhớ thương. Nương đặc biệt dẫn chúng con đến đây đợi cha săn bắn trở về. Nương đối xử với cha rất tốt, không cần thú nhân khác. Long Trung nói với giọng điệu kiêu ngạo, cố ý nói to với thú nhân. Sợ thú nhân không nghe thấy. Đúng vậy, ngươi mau đi làm việc đi, chúng con không cần ngươi giúp, cảm ơn. Long Yêu cũng đứng trước mặt Hồ Kiều Kiều, ngẩng cằm, giang hai tay ra cố gắng chắn tầm mắt của thú nhân. Mặc dù chẳng có tác dụng gì, nhóc con nhíu mày như hai con sâu gióm, vẻ mặt buồn rầu. Trong lòng lo lắng vô cùng, thầm lẩm bẩm, sao cha vẫn chưa về, nếu không về nương sẽ bị thú nhân khác cướp mất. Bọn chúng sắp có nhị bá rồi. Long Tú và Long Dục cũng đều nhìn chằm chằm vào thú nhân, khiến thú nhân có chút chột dạ, sờ sờ đầu, lùi lại mấy bước. Nghĩ thầm, hình như hắn ta chưa từng bắt nạt mấy đứa nhỏ này, sao ánh mắt mấy đứa nhỏ này nhìn hắn ta giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Hồ Kiều Kiều nghe mấy đứa nhỏ nói, vội vàng kéo Long Trung và Long Nghiêu lại, cười ngại ngùng với thú nhân. Đừng nói nữa, để thúc thúc thú nhân đi làm việc đi. Mấy đứa nhỏ lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Không bao lâu, Hồ Kiều Kiều nghe thấy hình như có tiếng giống cái từ bên ngoài cổng lớn truyền vào. Để đề phòng thú nhân bên ngoài vào, cổng lớn của bộ lạc luôn đóng chặt. 24 tiếng đồng hồ đều có thú nhân canh gác, chỉ có thú nhân trong bộ lạc mới có thể tự do ra vào. Nhưng từ bấy đến nay, Hồ Kiều Kiều ngoại trừ Ngân Thương và Ngân Cổ cũng chưa từng gặp thú nhân nào khác. Đương nhiên, ngoại trừ thú nhân sói xám đến tấn công. Nương, hình như có thú nhân đến bên ngoài, không chỉ Hồ Kiều Kiều nghe thấy, Long Tú luôn cảnh giác cũng nghe thấy động tĩnh. Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía cổng lớn. Thú nhân vừa nói chuyện với bọn họ đang từ trên tường cao đi xuống, nhíu mày, hình như gặp phải vấn đề gì đó. Hồ Kiều Kiều đang tò mò, liền thấy thú nhân kia lại đi tới. Hồ Kiều Kiều, có thú nhân lạ đến bên ngoài, còn có một giống cái, chúng ta có nên cho bọn họ vào không? Thú nhân đi đến trước mặt Hồ Kiều Kiều, trực tiếp hỏi. Chuyện như vậy vốn nên đi bẩm báo với tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng cũng nghe theo lời khuyên của Hồ Kiều Kiều, cho nên thú nhân không cần suy nghĩ liền trực tiếp đến hỏi Hồ Kiều Kiều. Thú nhân lạ sao? Hồ Kiều Kiều vẻ mặt nghi ngờ, rất nhanh lắc đầu. Trước tiên đừng cho vào, ngươi đi hỏi rõ lai lịch của bọn họ, còn có mục đích của bọn họ. Hồ Kiều Kiều nói với giọng điệu dứt khoát. Để tránh chuyện của Phượng Nguyệt xảy ra lần nữa, bây giờ bộ lạc không thể tùy tiện cho thú nhân lạ vào. Thú nhân cũng đã được dặn dò trước, nếu không lúc này nhìn thấy có giống cái, đã sớm nghênh đón giống cái vào rồi. Tuy giống cái quý giá, nhưng bọn họ vẫn nghe lời Hồ Kiều Kiều hơn. Vâng, ta sẽ đi hỏi ngay. Có lời của Hồ Kiều Kiều, thú nhân như tìm được chỗ dựa tinh thần, lập tức quay người trở về. Mấy đứa nhỏ tò mò về thú nhân bên ngoài, kéo Hồ Kiều Kiều đến gần cổng lớn, vừa hay có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa thú nhân và thú nhân lạ bên ngoài. Các ngươi đến từ đâu? Tại sao lại đến đây? Muốn làm gì? Thú nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền đến từ bên ngoài. Nghe là biết là giống cái. Chúng ta đến từ phía Bắc, bộ lạc chúng ta bị hạn hán, đã không còn cách nào để sinh tồn, đi về phía Nam mới đến được đây. Chúng ta đã không còn nơi nào để đi, có thể cho chúng ta vào bộ lạc không? Chúng ta muốn gia nhập bộ lạc của các ngươi. Người nói là một giống cái gầy gò đen nhẻm. Vì đi đường phơi nắng gió, nên cô ta còn đen hơn giống cái trong bộ lạc mấy bậc. Nếu không phải cô ta mở miệng nói chuyện, thú nhân còn tưởng đây là một giống đực nhỏ con. Phía sau cô ta còn có ba giống đực, cũng chẳng khá hơn giống cái là bao. Chỉ là bọn họ đều không nói gì, rõ ràng quyền lên tiếng nằm trong tay giống cái này. Có lẽ ba giống đực đều là bạn đời của cô ta. Các ngươi muốn gia nhập bộ lạc chúng ta sao? Thú nhân nghe vậy, lại xác nhận một lần nữa. Giống cái kia thấy hắn ta hỏi lại, vội vàng gật đầu khẳng định. Ba giống đực phía sau cũng gật đầu theo, vẻ mặt ngoan ngoãn. Điều này càng khiến thú nhân khẳng định suy đoán của mình. Được, các ngươi đợi một chút, ta đi hỏi xem. Thú nhân nói với bọn họ một câu, liền đi xuống lần nữa. Đi đến trước mặt Hồ Kiều Kiều, nói tình hình của giống cái cho Hồ Kiều Kiều nghe. Bọn họ đến từ phía Bắc, muốn xin gia nhập chúng ta. Hồ Kiều Kiều, chúng ta có nên cho bọn họ vào không? Bọn họ cũng đến từ phía Bắc,
Hồ Kiều Kiều có chút kinh ngạc, nhưng từ phía Bắc đến đây, lẽ ra phải đi qua bộ lạc mới của Hồ Lâm trước chứ. Sao bọn họ lại trực tiếp đến bộ lạc chúng ta? Bị hỏi như vậy, thú nhân cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Đúng nhỉ, sao bọn họ không ở lại bộ lạc mới, bên đó chắc chắn sẽ thu nhận bọn họ. Thú nhân bình thường đi đường lâu như vậy, không phải đều tìm bộ lạc gần nhất để xin gia nhập sao? Sao lại cố tình đến bộ lạc bọn họ? Thú nhân đã có chút do dự, nhưng nghĩ đến trong đó còn có một giống cái, vẫn mở miệng hỏi. Bên ngoài có 3 giống đực và một giống cái, trông bọn họ đã không còn sức để đi đường nữa, chúng ta có nên thu nhận bọn họ không? Hồ Kiều Kiều không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn mấy đứa nhỏ. Bọn chúng cũng luôn ở bên cạnh, nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Dục Nhi, các con thấy có nên cho bọn họ vào không? Hồ Kiều Kiều hỏi mấy đứa nhỏ. Ngân Thương cũng là được thu nhận, bây giờ có thú nhân gặp nạn giống nó không có tư cách phát biểu ý kiến. Nếu đồng ý thu nhận, vạn nhất sau này bộ lạc xảy ra chuyện, nó không có năng lực chịu trách nhiệm. Nhưng nếu nó nói không đồng ý thu nhận, khó tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào, khiến thú nhân khác cảm thấy nó ích kỷ, Hồ Kiều Kiều thu nhận nó là một quyết định sai lầm. Thân phận của Ngân Thương rất tế nhị, cho nên nó im lặng không nói. Mấy đứa nhỏ đều nghiêm túc suy nghĩ. Long Dục mặt mày nghiêm túc, dáng vẻ lạnh lùng giống hệt Long Mặc. Nó rất nhanh mở miệng nói. Nương, không nên cho bọn họ vào, không còn sức đi đường là do bọn họ tự chọn, bọn họ tự nguyện bỏ lỡ bộ lạc của ông nội Hồ Lâm, không liên quan đến chúng ta. Lời vừa nói ra, mấy đứa nhỏ liền gật đầu đồng ý. Đại ca nói đúng, hơn nữa bọn họ 3 giống được bảo vệ một giống cái, còn làm cho mình thê thảm như vậy, thật sự là quá yếu. Long Trung cũng khinh bỉ nói. Long Tú bên cạnh gật đầu bổ sung, nói không chừng là giả vờ, cố ý lừa chúng ta. Ba đứa nhỏ nói năng có lý lẽ, Long Nghiêu gãi gãi tai, liếc mắt nhìn ba anh trai, lại lo lắng nhìn Hồ Kiều Kiều. Làm sao bây giờ? Nó có phải cũng nên nói gì đó không? Tiểu Ngũ cảm thấy, Long Nghiêu cũng năm, ội vàng mở miệng, nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang lóe lên. Mở to đôi mắt tròn xoe, giơ một ngón tay lên nói. Bọn họ sẽ ăn hết đồ ăn tích trữ của chúng ta sẽ phải chịu đói, đúng rồi, không thể cho vào. Mấy đứa nhỏ thống nhất chiến tuyến. Nghe được lời của Long Nghiêu, tất cả đều phốc một tiếng không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu Ngũ, trong đầu ngươi ngoài đồ ăn ra, không còn thứ gì khác sao? Long Trung như thường lệ, người đầu tiên giễu cợt Long Nghiêu. Thú nhân lại kinh ngạc nhìn bọn họ. Không ngờ mấy đứa nhỏ không đáng chú ý này lại nói năng đâu ra đấy. Thật thông minh, các con nói đều có lý. Hồ Kiều Kiều hiền hòa liếc mắt nhìn mấy đứa nhỏ. Bây giờ trong bộ lạc có rất nhiều thú nhân, trước khi đưa ra quyết định, suy nghĩ cho mọi người là đúng. Tuy nhiên, cô đổi giọng, nói nhỏ nhẹ hơn. Ai cũng sẽ có lúc cần giúp đỡ, gặp phải thú nhân cần giúp đỡ, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút. Mấy đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Rất nhanh, mấy đứa nhỏ đồng loạt gật đầu. Ừ, ý của nương là, chỉ cần bọn họ sau này mạnh mẽ đến mức không cần người khác giúp đỡ là được rồi. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng. Nghe vậy, thú nhân cảm động. Hồ Kiều Kiều quả nhiên là một giống cái lương thiện. Hồ Kiều Kiều, vậy chúng ta, anh ta đang định hỏi có phải nên đưa mấy thú nhân ở ngoài vào không? Liền nghe Hồ Kiều Kiều chậm rãi nói. Phiền anh đi lấy phần thức ăn cho 4 người ra đây, để bọn họ ăn trên đường về, bảo bọn họ đến bộ lạc của Hồ Lâm, nói bộ lạc chúng ta không tiếp nhận thêm thú nhân nữa. Hồ Kiều Kiều không chút do dự nói. Thú nhân, sao lại khác với những gì anh ta tưởng tượng? Được, tôi đi ngay. Thú nhân cũng chỉ do dự một lúc, liền xoay người đi làm. À đúng rồi, nhớ chỉ lấy lượng thức ăn đủ cho nửa ngày là được rồi. Từ đây đến bộ lạc mới chỉ cần nửa ngày là có thể đến. Hồ Kiều Kiều nhìn bóng lưng của anh ta nhắc nhở. Tuy cô có vô số vật tư, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Không lâu sau, thú nhân đã mang đến 4 gói đồ nhỏ bằng quả bóng rổ. Bên trong là một ít trái cây và thịt khô nướng chín, đều có thể ăn trực tiếp. Thức ăn mang đến rồi, vừa đúng, 4 phần, lượng thức ăn đủ cho nửa ngày. Thú nhân vừa chạy tới, vừa thở hổn hển, đưa gói đồ cho Hồ Kiều Kiều xem. Khổ cực rồi, mang đến cho bọn họ đi. Hồ Kiều Kiều gật đầu, bên ngoài tường rào. Nhìn thú nhân đi vào, vẻ mặt đáng thương của Ngân Tuyết rất nhanh liền biến thành mừng thầm. Cô ta chính là giống cái quý giá như vậy, đối phương nhất định sẽ cho cô ta vào bộ lạc. Tường rào của bộ lạc này cao lớn như vậy, thực lực nhất định rất mạnh, gần đó lại có nguồn nước, sống ở đây nhất định vừa an toàn vừa giàu có, không lo ăn uống. Hơn hẳn bộ lạc chưa xây dựng xong mà bọn họ đã đi qua trước đó. Ngân Tuyết đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống của mình sau khi vào bộ lạc. Chờ đợi đã lâu, cũng không thấy thú nhân đi ra. Ngân Tuyết có chút không đợi được nữa, dùng tay che ánh nắng chiều không còn chói mắt,
ngẩng đầu hỏi thú nhân canh cổng bên cạnh. Còn phải đợi bao lâu nữa? Chúng tôi đã rất mệt mỏi rồi, nếu không có đồ ăn thức uống, cơ thể của tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Đúng rồi, bộ lạc của các người có vu y không? Bạn đời của tôi bị thương trên đường, đang cần chữa trị. Cô ta hoàn toàn mang dáng vẻ coi mình là chủ nhân. Nghe được lời của cô ta, thú nhân canh cổng theo bản năng nhíu mày. Bọn họ còn chưa đồng ý với đối phương cái gì, giọng điệu của giống cái này, sao lại giống như bộ lạc điều trị bệnh bọn họ vậy? Đang định trả lời, một thú nhân khác đã mang gói đồ đến. Vì không mở cổng lớn, anh ta trực tiếp gọi một thú nhân tộc chim mang gói đồ xuống. Nhìn thấy người đến, Ngân Tuyết mừng rỡ. Thế nào, tộc trưởng của các người đồng ý cho chúng tôi gia nhập bộ lạc rồi sao? Tuy hỏi như vậy, nhưng ánh mắt đã nhìn về phía cổng lớn, chờ cổng lớn mở ra, để mấy thú nhân này nghênh đón mình vào trong. Dù sao cũng không có bộ lạc nào lại không cần giống cái. Thấy cổng lớn vẫn chưa mở ra, Ngân Tuyết sốt ruột thúc giục. Anh mau mở cổng lớn ra, cho chúng tôi vào đi. Thú nhân tộc chim đưa đồ lại chỉ đặt gói đồ vào tay cô ta, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, chúng tôi không có ý định cho các người vào, đây là thức ăn cho các người. Các người đi về phía bắc nửa ngày, ở đó có một bộ lạc hồ nguyệt đang được xây dựng, ở đó có thể tiếp nhận các người. Vì bộ lạc mới có một hồ nước lớn như trăng tròn, nên bọn họ gọi bộ lạc mới là bộ lạc hồ nguyệt. Còn bộ lạc của bọn họ cũng lấy một cái tên mới, gọi là bộ lạc phong thu. Cái tên này là do tộc trưởng Bảo Hồ Kiều Kiều đặt, ý nghĩa là năm nào cũng được mùa bội thu. Nói xong, thú nhân tộc chim không để ý đến cô ta nữa, trực tiếp bay trở lại bộ lạc. Ngân Tuyết nhìn bốn gói đồ trên tay, nhất thời sững sờ. Có ý gì? Bọn họ không chịu tiếp nhận mình. Sao có thể? Cô ta mới không muốn đến cái bộ lạc tồi tàn chưa xây dựng xong kia, ở đó cái gì cũng không có, căn bản không bằng 1/10 bộ lạc này. Trên mặt Ngân Tuyết lóe lên vẻ không cam lòng. Thú nhân phía sau cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn họ không cho chúng ta vào, trưởng lão bên kia. Câm miệng, ta chính là giống cái, bọn họ sao có thể không cho ta vào? Ngân Tuyết nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời giống đực, giọng điệu quả quyết nói. Nhất định là bọn họ nhầm rồi, bọn họ không thể không cho ta vào. Cô ta chỉ vào một giống đực, giọng điệu ra lệnh. Ngươi, đi gõ cửa, bảo tộc trưởng của bọn họ ra đây. Ta muốn gặp tộc trưởng của bọn họ. Giống đực không dám cãi lời, vội vàng tiến lên dùng nắm đấm gõ cửa lớn. Ngân Tuyết mở gói đồ trên tay ra, liếc mắt nhìn. Bên trong chỉ có mấy quả và một ít thịt khô đen đen, nhìn không có chút ngon miệng nào. Ngay cả một chút nước cũng không cho chúng ta, bộ lạc này thật keo kiệt. Cô ta càng thêm bất mãn, tiện tay ném gói đồ cho giống đực phía sau. Bên trong tường rào, thú nhân bất mãn với thái độ của Ngân Tuyết, dứt khoát đều từ trên tường rào xuống. Chúng ta đã bảo bọn họ đến bộ lạc Hồ Nguyệt rồi, thức ăn cũng đưa cho bọn họ rồi, thú nhân nói với Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều gật đầu, cô không nghe thấy lời nói vừa rồi của Ngân Tuyết, nhìn sắc trời, Long Mặc chắc sắp về rồi, cũng không để ý đến chuyện nhỏ này. Nhưng rất nhanh, cổng lớn liền truyền đến tiếng ầm ầm ầm, cùng với tiếng la hét không mấy khách khí của giống đực. Mở cửa, bạn đời của ta muốn gặp tộc trưởng của các người, bảo tộc trưởng của các người ra nói chuyện. Chuyện gì vậy? Bọn họ vẫn chưa đi sao? Hồ Kiều Kiều nghi ngờ nhìn về phía cổng lớn. Thú nhân sắc mặt trầm xuống, phái thú nhân tộc chim vừa rồi đi xem tình hình. Rất nhanh thú nhân tộc chim đã đen mặt trở về. Làm sao bây giờ? Bọn họ không chịu rời đi, còn muốn gặp tộc trưởng. Thú nhân tộc chim vội vàng thuật lại tình hình bên ngoài cho Hồ Kiều Kiều. Nếu đã như vậy, vậy các anh đi thông báo cho tộc trưởng đi, để tộc trưởng quyết định. Hồ Kiều Kiều cũng không trực tiếp vượt quá quyền hạn của tộc trưởng, thản nhiên nói. Cô chỉ đến đây đợi bạn đời của mình về nhà thôi. Nhưng mà, thú nhân vừa rồi lộ vẻ khó xử, có chút do dự mở miệng. Vừa rồi chúng tôi đã phái người đi tìm tộc trưởng rồi. Tộc trưởng nghe nói cô ở đây, liền bảo cô quyết định, không cần hỏi ý kiến ông ấy. Tộc trưởng rất tin tưởng Hồ Kiều Kiều. Các thú nhân khác cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Được rồi, vậy tôi đi xem sao. Thấy thú nhân đều nói như vậy, Hồ Kiều Kiều cũng không tiện không quan tâm. Tộc trưởng mỗi ngày đều bận rộn, quả thật không có thời gian để xử lý những chuyện này. Tổng không thể để tộc trưởng lớn tuổi phải chạy tới chạy lui. Hồ Kiều Kiều gật đầu, liền cùng anh ta đi lên tường rào. Tường rào của bộ lạc đã được mở rộng, có cầu thang để đi lên, trên đó còn có một cái sân thượng không lớn, để thú nhân có thể đứng trên tường rào quan sát tình hình bên ngoài cổng, tầm nhìn rộng hơn. Như vậy nếu bên ngoài cổng lớn có tình huống gì, thì không cần phải mở cổng lớn ra xem trực tiếp. Đến trên tường rào, Hồ Kiều Kiều nhìn xuống, liền thấy bốn người nhỏ xíu đen nhẻm. Cô đứng ở trên cao, nên người ở dưới trông nhỏ hơn rất nhiều.
Hồ Kiều Kiều liếc mắt qua gói đồ bị ném trên đất, nhíu mày, vẻ mặt ôn hòa vừa rồi lập tức biến mất. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thú nhân đang đập cửa. Đừng đập nữa, các người còn có chuyện gì? Thú nhân kia nghe thấy trên đầu có tiếng nói, vội vàng lui về bên cạnh Ngân Tuyết. Sau đó mới ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chúng tôi có giống cái muốn gia nhập bộ lạc của các người, sẽ chọn giống đực của bộ lạc các người làm bạn đời, còn không mau cho chúng tôi vào. Lời này đối với giống đực bình thường mà nói quả là một sự cám dỗ rất lớn. Nhưng đối với giống đực phía sau Hồ Kiều Kiều mà nói, lại không hề lay động. Giống cái, bộ lạc của bọn họ cũng có không ít. Hơn nữa ai cũng trắng trẻo xinh đẹp, lại còn chịu khó làm việc, cùng bọn họ chia sẻ công việc, thân thể cũng rất tốt. Bọn họ là loại thú nhân thèm muốn giống cái bên ngoài sao? Có thể nuôi tốt giống cái trong bộ lạc là tốt rồi. Ngân Tuyết cũng thuận thế ưỡn ngực kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn thú nhân trên tường rào, để đối phương nhìn rõ cô ta là giống cái. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, lại sững sờ. Sao lại là một giống cái? Ngân Tuyết nhìn chằm chằm Hồ Kiều Kiều, giống cái này vừa trắng vừa đẹp, trên người còn mặc da thú kỳ lạ. Da thú đó nhìn qua rất mỏng rất mát mẻ, không biết tốt hơn da thú đen xì trên người cô ta bao nhiêu lần. Làm nổi bật cô ta trắng như tuyết, đẹp như nàng tiên cá trong truyền thuyết. Lại cúi đầu nhìn cánh tay bị phơi nắng đen nhẻm của mình. Trong lòng Ngân Tuyết đột nhiên dâng lên một cỗ tự ti và không cam lòng. Chỉ cần gia nhập bộ lạc này, cô ta cũng có thể dùng đồ giống như giống cái này. Cô ta nhất định phải vào. Xin lỗi, bộ lạc chúng tôi không tiếp nhận thêm thú nhân nữa. Các người đi về phía Bắc, đến bộ lạc Hồ Nguyệt. Hồ Kiều Kiều kiên nhẫn, lần nữa giải thích với bọn họ. Nhìn thấy bọn họ ném gói đồ trên đất, trong lòng Hồ Kiều Kiều càng không muốn cho bọn họ vào. Nghe được lời của Hồ Kiều Kiều, sắc mặt Ngân Tuyết trở nên khó coi. Cô ta ngẩng đầu, bất mãn chất vấn. Tại sao không cho chúng tôi vào? Tôi là giống cái, bộ lạc của các người đối xử với giống cái như vậy sao? Chúng tôi vất vả lắm mới từ phía Bắc đi đến đây, cô vậy mà còn bảo chúng tôi quay về. Có phải cô cố ý không muốn cho chúng tôi vào không? Bộ lạc Hồ Nguyệt vẫn chưa xây dựng xong, ở đó không chỉ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, mà còn phải làm việc mỗi ngày, cùng bọn họ xây dựng bộ lạc. Cô ta mới không muốn sống cuộc sống như vậy. Cô ta chính là muốn tìm một bộ lạc tốt hơn một chút, mới không ở lại bộ lạc Hồ Nguyệt. Giống cái này vậy mà bảo cô ta quay về, cô ta cũng biết bộ lạc Hồ Nguyệt vẫn chưa xây dựng xong, nhất định là cố ý, muốn cô ta phải sống khổ sở. Nghe thấy giọng nói của Ngân Tuyết, Hồ Kiều Kiều lúc này mới chú ý đến thú nhân gầy gò đen nhẻm này là một giống cái. Giọng nói của cô ta the thé, như một cây kim, mang theo một chút chua ngoa. Hồ Kiều Kiều nhíu mày một cách vô thức. Cô ta đang nói gì vậy? Mình cố ý không cho cô ta vào, bị hoang tưởng à? Hồ Kiều Kiều còn chưa kịp nói gì, thú nhân bên cạnh đã tức giận phản bác. Câm miệng, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Chúng tôi đã cho các người đủ thức ăn để có thể đi đến bộ lạc Hồ Nguyệt. Các người không biết đủ lại còn nói bậy, lằng nhằng. Ai quy định cô là giống cái thì chúng tôi nhất định phải tiếp nhận cô. Sao cô lại mặt dày như vậy? Các thú nhân đều phẫn nộ. Bọn họ có thể chấp nhận đối phương có thái độ không tốt với mình, nhưng không thể chấp nhận đối phương vu oan Hồ Kiều Kiều như vậy. Các người, Ngân Tuyết bị chọc tức không nhẹ. Từ nhỏ được nuông chiều, sống trong nhung lụa như cô ta còn chưa từng bị thú nhân nào sỉ nhục như vậy. Ai thèm thức ăn của các người, chỉ có chút thức ăn này thì đủ cho ai ăn. Ngân Tuyết tức giận, dậm chân khinh bỉ nói. Không ngờ bộ lạc lớn như vậy của các người lại keo kiệt như vậy, ngay cả một giống cái cũng không chịu tiếp nhận. Nghe thấy Ngân Tuyết nói như vậy, tất cả thú nhân đều giận tím mặt. Sắc mặt Hồ Kiều Kiều cũng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu cô đã không thèm thức ăn của chúng tôi, vậy thì thôi, các người tự mình rời đi đi, thức ăn này cũng đừng lấy nữa. Nếu là người biết ơn, cô đương nhiên nguyện ý giúp đỡ. Nhưng giống cái ăn nói chua ngoa này, ngay cả thức ăn cũng không biết quý trọng, cô không muốn giúp cô ta chút nào. Làm phiền anh, đi lấy thức ăn đó về đi. Hồ Kiều Kiều nhìn thú nhân tộc chim bên cạnh, nói thẳng. Thú nhân đã sớm muốn ra tay rồi, nghe thấy lời của Hồ Kiều Kiều, lập tức gật đầu, giang cánh bay xuống. Lời vừa nói ra, Ngân Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng ôm chặt gói đồ. Giọng nói the thé tức giận nói. Giống cái nhà cô sao lại ác độc như vậy, thức ăn đã đưa cho chúng tôi rồi, chính là của chúng tôi. Cô còn muốn lấy lại, tôi thấy cô chính là không muốn chúng tôi sống tốt, cố ý gây khó dễ cho chúng tôi. Thú nhân tộc chim vừa nghe, liền phát ra một tiếng kêu dài giận dữ. Trực tiếp lao tới, cánh vỗ qua mặt Ngân Tuyết, móng vuốt túm lấy gói đồ, giật ra khỏi tay cô ta. Lúc xoay người lại còn dùng cánh bốp bốp quét cô ta hai cái. Khuôn mặt vốn đã đen nhẻm của Ngân Tuyết, lập tức bị đánh cho đen đỏ đám cướp các người, đó là thức ăn của ta, trả thức ăn lại cho ta.
Ngân Tuyết lập tức kêu to, cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, tiến lên muốn túm lấy thú nhân tộc chim. Hồ Kiều Kiều chưa từng thấy thú nhân nào mặt dày vô sỉ như vậy, thấy vậy, liền nói với thú nhân. Đuổi bọn họ đi, sau này đừng để bọn họ đến gần bộ lạc. Thú nhân như vậy nếu vào bộ lạc, sau này bộ lạc sợ là không được yên ổn. Thú nhân tộc chim không chút khách khí, một cước đá Ngân Tuyết ra xa. Tuyết Nhi, em không sao chứ? Thú nhân phía sau vội vàng đỡ Ngân Tuyết. Ngân Tuyết lại đẩy bọn họ ra, ghét bỏ nói. Không thấy hắn ta cướp thức ăn đi rồi sao? Các anh mau lấy thức ăn về đây. Số thức ăn đó tuy ít, nhưng cũng có thể giải khát, để cô ta hôm nay không đến nỗi phải chịu đói. Mấy tên bạn đời này mệt mỏi cả đường, bây giờ căn bản không có sức lực đi săn thú, dựa vào bạn đời cô ta sẽ chết đói mất. Nhưng đó vốn là thức ăn của bọn họ mà, bạn đời yếu ớt trả lời. Ngân Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, một cái tát giáng lên mặt bạn đời. Đồ vô dụng! Cô ta không cam lòng nhìn Hồ Kiều Kiều cao cao tại thượng. Cô chính là cố ý làm nhục tôi, đồ giống cái lòng dạ độc ác, chờ tôi vào bộ lạc, nhất định sẽ không tha cho cô, tôi chính là. Cô ta vẫn kiên định tin rằng mình nhất định có thể vào bộ lạc. Lời còn chưa nói hết, trên tường rào đã bay tới một viên đá nhỏ, chính xác đập vào trán cô ta. A! À, Ngân Tuyết kêu đau một tiếng, ôm đầu. Ai? Là tên khốn kiếp nào dùng đá ném tôi, lăn ra đây cho tôi. Ngân Tuyết bỏ tay đang che chắn ra, thấy lòng bàn tay toàn là máu, tức giận mắng chửi, giọng nói run rẩy. Lời vừa dứt, lại có mấy viên đá bay tới. Vèo, vèo vèo. Thế tới hung hãn, căn bản không cho cô ta cơ hội né tránh. Không lâu sau, trên mặt, trên tay và trên chân Ngân Tuyết đều bị đá ném đến đau nhói. Bạn đời của cô ta cũng bị tấn công tương tự, từng người ôm đầu chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Đâu còn bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi nữa, cút, bảo ngươi bắt nạt nương của ta, mau rời khỏi bộ lạc chúng ta. Nương không nên tốt bụng đưa thức ăn cho các ngươi, bộ lạc chúng ta không chào đón loại thú nhân xấu xa như ngươi. Long Dục mấy người cầm ná cao su, đá trên tay giống như được lắp đặt thiết bị theo dõi tự động, viên nào viên nấy trúng đích. Từng người sắc mặt nghiêm nghị, tức giận không thôi. Bên ngoài tường rào tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Các thú nhân khác nhìn thấy đều cảm thấy hả dạ, nhao nhao liếc mắt tán thưởng Long Dục mấy người. Bọn họ không tiện trực tiếp ra tay với giống cái, nhưng con nít thì có thể mà. Người ta bảo vệ nương của mình, có vấn đề gì sao? Ừm, đúng là một đám con nít có tiền đồ. Sau này nhất định là dũng sĩ của bộ lạc. Ngươi cứ đợi đấy. Ngân Tuyết thực sự không chịu đựng nổi nữa, kéo một bạn đời làm bia đỡ đạn, xám xịt bỏ chạy. Trước khi đi, còn không cam lòng liếc mắt nhìn Hồ Kiều Kiều trên tường rào và mấy đứa nhỏ dùng đá ném cô ta bên cạnh Hồ Kiều Kiều, âm thầm ghi nhớ bộ dạng của bọn họ. Chờ cô ta quay lại, nhất định sẽ không tha cho mấy đứa nhỏ đáng ghét này. Đột nhiên, Ngân Tuyết nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc phía sau Hồ Kiều Kiều, đồng tử mở to. Sao có thể? Hắn ta sao lại xuất hiện ở đây? Hắn ta không phải đã chết từ lâu rồi sao? Không, không đúng, hắn ta đã chết rồi. Vậy không thể nào là hắn ta. Tâm trạng Ngân Tuyết rối bời, không kịp suy nghĩ, đã bị bạn đời che chở chạy trốn khỏi bên ngoài tường rào. Long Yêu vung nắm đấm nhỏ, hung dữ lườm bóng lưng Ngân Tuyết. Giống cái xấu xa đáng ghét. Nương, người đừng sợ, sau này cô ta còn dám đến Tiểu Ngũ sẽ bảo vệ người. Nói xong, trực tiếp chắn trước mặt Hồ Kiều Kiều, làm ra tư thế bảo vệ. Vừa rồi đá nhỏ của nó ném trúng nhất và mạnh nhất. Nhìn cậu bé chỉ cao đến eo mình, Hồ Kiều Kiều không nhịn được bật cười, cương chiều gật đầu. Được nha, sau này nương sẽ dựa vào con bảo vệ. Long Yêu vừa nghe, thân hình nhỏ bé lập tức thẳng tắp. Ánh mắt còn đắc ý liếc Long Trung, như thể đang nói, thấy chưa, ta cũng có thể bảo vệ nương rồi, không phải là con nít yếu ớt, chỉ biết ăn nữa. Mấy đứa nhỏ nhìn bộ dạng đắc ý của thằng nhóc, cười khẩy một tiếng, đều không nói gì. Nếu để thằng nhóc này không vui, nó khóc cũng rất dữ dội. Bên kia, Ngân Tuyết và bạn đời chạy xa, mãi đến khi không nhìn thấy cổng lớn của bộ lạc nữa mới thở hổn hển dừng lại. Mấy tên vô dụng các ngươi, không vào được bộ lạc, ngay cả thức ăn cũng không lấy được, về sau biết ăn nói thế nào với các trưởng lão đây. Ngân Tuyết một tay vịn vào thân cây, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía bộ lạc, chút giận lên người bạn đời, không ngừng trách móc. Mấy tên bạn đời bị đuổi ra, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Lại bị trách móc, một tên bạn đời bất mãn phản bác. Tường rào của bộ lạc kia cao như vậy, bọn họ không cho chúng ta vào, chúng ta có thể làm gì, ngay cả cô cũng không vào được, chúng ta lại không có cánh, không thể bay vào. Hai tên bạn đời khác cũng hơi bất mãn, nhưng không dám thể hiện ra. Chỉ có thể chút giận lên người Hồ Kiều Kiều. Vốn dĩ chúng ta còn có thể ăn no một bữa, ai ngờ giống cái kia lại nhỏ nhen như vậy,
thức ăn đã đưa cho chúng ta rồi còn cướp. Đúng vậy, Tuyết Nhi nói đúng, cô ta nhất định là cố ý gây khó dễ cho chúng ta, nếu không bộ lạc nào lại từ chối giống cái ở ngoài cửa. Nói không chừng cô ta chính là sợ Tuyết Nhi chúng ta vào rồi sẽ cướp địa vị của cô ta. Nghe thấy bạn đời nói như vậy, cơn giận của Ngân Tuyết mới tiêu tan một chút. Cô ta lau mồ hôi trên mặt, cố gắng che giấu vẻ chật vật của mình. Nghĩ đến khuôn mặt vừa nhìn thấy phía sau Hồ Kiều Kiều, đôi mắt hẹp dài của Ngân Tuyết nheo lại, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Vừa rồi cô ta nhất định không nhìn lầm, đó chính là khuôn mặt trong ký ức của cô ta. Chẳng lẽ tên con hoang đó vẫn chưa chết? Nghĩ đến đây, trong mắt Ngân Tuyết lóe lên một tia vui mừng, tuy không vào được bộ lạc, nhưng có tin tức tốt này, sau khi trở về cũng có thể ăn nói được rồi. Không chỉ ăn nói được, nói không chừng trưởng lão còn sẽ thưởng cho cô ta, sau này cô ta sẽ không phải ra ngoài dãi nắng dầm mưa nữa. Ngân Tuyết đang thầm mừng, bạn đời bên cạnh đột nhiên trợn to mắt, một ngón tay chỉ về phía chân trời, kinh hô. Rồng, rồng, là rồng. Ở đây sao lại có thú nhân tộc rồng? Thú nhân tộc rồng cường đại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn ta cũng là người của bộ lạc vừa rồi? Nghe thấy giọng nói của bạn đời, Ngân Tuyết hoàn hồn. Nhìn theo hướng ngón tay của bạn đời. Một con rồng đen uy vũ bá khí đang lượn lờ giữa mây, trên móng vuốt của nó đang nắm mấy con thú săn béo tốt, còn có rất nhiều trái cây đủ màu sắc. Chỉ trong chốc lát, đã từ chân trời bay đến đỉnh đầu bọn họ. Tốc độ này khiến ba tên rồng được kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Quá, quá nhanh. Quả nhiên là chủng tộc được xưng là chiến thần trong các thú nhân tộc rồng quả nhiên cường đại. Thời tiết nóng nực như vậy, hắn ta cũng có thể bắt được nhiều thú săn như vậy, thật lợi hại. Ba tên rồng được đều lộ ra ánh mắt hâm mộ và sùng bái. Nếu bọn họ cũng có thực lực mạnh như vậy, thì cũng không đến nỗi không có chỗ ở cố định, ngay cả việc cho bạn đời một nơi ở ổn định thoải mái cũng không làm được. Ngân Tuyết ngẩng đầu, liền thấy con rồng đen đó bay về phía mình. Vảy rồng đen bóng toàn thân như một bộ áo giáp kiên cố, khiến con rồng đen trông hung dữ và cường tráng, như thể chỉ cần một cái móng vuốt nhẹ nhàng là có thể dễ dàng bóp chết một thú nhân. Ngân Tuyết nhất thời nhìn ngây người. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được thú nhân tộc rồng. Nếu có thể tìm được một thú nhân tộc rồng làm bạn đời, cuộc sống sau này nhất định sẽ không tệ, nói không chừng còn có thể cùng hắn ta đến bộ lạc rồng sinh sống. Nghĩ đến đây, Ngân Tuyết đỏ mặt. Nhìn con rồng đen đang bay về phía này, ngón tay quấn vào nhau, trái tim như con nai nhỏ bị hoảng sợ, đập loạn xạ không ngừng. Hắn ta bay về phía này, hẳn là đã nhìn thấy cô ta rồi phải không? Nếu thú nhân tộc rồng đưa thú săn cho cô ta, mời cô ta làm bạn đời của hắn ta, cô ta cũng có thể cho hắn ta cơ hội này. Nếu là thú nhân tộc rồng cường đại, chắc hẳn các trưởng lão cũng sẽ không phản đối. Bay tới rồi, thú nhân tộc rồng kia tới rồi. Rồng đực còn kích động hơn Ngân Tuyết, nhìn thấy con rồng đen dần dần đến gần, giọng nói cũng the thé hơn mấy phần. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân tộc rồng ở khoảng cách gần như vậy. Ngân Tuyết vội vàng sửa sang lại mái tóc rối bù như tổ quạ, kéo kéo tấm da thú đen xì trên người. Giả vờ e thẹn tiến lên hai bước, hơi cúi cằm. Nếu là giống cái bình thường, thì còn có chút ý tứ yểu điệu. Nhưng cô ta quên mất, bây giờ cô ta đen như than, ấy như que củi, đứng cộng hòa, ắn ở đằng trước, đó chính là một cây mía đen. Vẫn là loại bị suy dinh dưỡng. Tôi, nhìn con rồng đen đang đến gần, Ngân Tuyết không nhịn được, chủ động mở miệng. Ai ngờ giây tiếp theo, con rồng đen bay vèo qua đỉnh đầu cô ta, một cơn gió lớn như dao cạo lướt qua mặt cô ta, vết thương trên mặt lập tức đau rát. Ngay cả cái tổ quạ trên đầu cũng lập tức đổi kiểu tóc, đuôi tóc đều đồng loạt dựng đứng về phía con rồng đen bay đi. Cả người Ngân Tuyết đều ngây người. Quay đầu lại, con rồng đen đã bay đến tận chân trời bên kia, căn bản không có ý định dừng lại. Hắn ta căn bản không nhìn thấy bọn họ. Cả khuôn mặt Ngân Tuyết đen như than, à không, mặt cô ta vốn đã đen rồi. Bạn đời cũng không chú ý đến sắc mặt của Ngân Tuyết, chỉ nhìn theo hướng con rồng đen rời đi, kinh hô. Thú nhân tộc rồng này đến bộ lạc vừa rồi, hắn ta là thú nhân của bộ lạc đó. Vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã ở cùng bộ lạc với thú nhân tộc rồng. Ba tên rồng được vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối, nhiều hơn là sợ hãi. May mà vừa rồi bọn họ chỉ bị đuổi đi, nếu gặp phải thú nhân tộc rồng kia, bọn họ e là sẽ bị ném xác ra ngoài. Thú nhân tộc rồng từ trước đến nay thực lực cường hãn, tính tình cũng không tốt. Ồn ào cái gì, câm miệng, Ngân Tuyết nghiến răng nghiến lợi quát bọn họ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta càng thêm khẳng định giống cái kia là cố ý không cho cô ta vào bộ lạc. Trong bộ lạc có thú nhân tộc rồng, nhiều thêm một giống cái, chính là nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh. Không được, cô ta phải nhanh chóng trở về, báo cáo tình hình ở đây cho trưởng lão. Bộ lạc và thú nhân tộc rồng, cô ta nhất định phải có được một.
Ngân Tuyết lập tức bảo bạn đời đưa cô ta rời khỏi đây, trên không trung. Long Mặc đang tập trung, hôm nay thời tiết nóng nực, thú săn cũng khó tìm, hắn ta liền dành nhiều thời gian hơn, về muộn. Sợ Kiều Kiều ở nhà đợi sốt ruột, trên đường cố ý tăng tốc. Lúc sắp đến gần bộ lạc, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la om sòm từ mặt đất. Vì tiếng gió quá lớn, hắn ta không nghe kỹ, còn tưởng là thú săn. Đôi mắt thú màu vàng khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Tiếng kêu của thú săn nào mà lại khó nghe như vậy? Nhưng Long Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi bay qua liền quên luôn âm thanh vừa rồi, tập trung tinh thần về nhà tìm vợ. Từ xa, Long Mặc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên tường rào của bộ lạc. Đôi mắt thú sâu thẳm lập tức sáng lên, tăng tốc bay về. Thú nhân trên tường rào chỉ cảm thấy một cơn gió lớn ập đến, sau đó chớp mắt một cái, trước mắt liền xuất hiện một giống đực, tiếp theo là mấy con thú săn béo tốt hạ cánh. Hồ Kiều Kiều đang cúi người nói chuyện với mấy đứa nhỏ, liền cảm thấy một bóng đen bao phủ xuống. Bóng đen nhanh chóng thu nhỏ lại, đến gần, cho đến khi vừa vặn bao phủ cô trong đó. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Long Mặc đang sải bước đi tới. Kiều Kiều, sao em lại đến đây? Long Mặc nhìn Hồ Kiều Kiều chằm chằm, đôi mắt thú sâu thẳm như có muôn vàn vì sao, vừa nhìn thấy cô, liền không còn chứa thêm được thú nhân nào khác. Hắn ta giống như một đứa bé tan học chờ người nhà đến đón, nhìn thấy người mình mong đợi, liền không kìm được chạy tới. Trực tiếp nắm lấy tay Hồ Kiều Kiều. Em và mấy đứa nhỏ đến đây đợi anh về nhà. Hồ Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng trả lời. Xin lỗi, hôm nay anh về muộn, để em đợi lâu rồi, bây giờ anh đưa em về nhà. Long Mặc còn tưởng là Hồ Kiều Kiều ở nhà đợi không được hắn ta, mới đến đây đợi. Thấy vẻ mặt áy náy của hắn ta, Hồ Kiều Kiều liền biết hắn ta hiểu lầm. Vội vàng nắm lấy tay hắn ta, giải thích. Không phải, em là cố ý cùng mấy đứa nhỏ đến đây đợi anh, hôm nay không có việc gì, vừa đúng lúc đến đây đợi anh về nhà cùng nhau. Nghe vậy, lông mày nhíu chặt của Long Mặc giãn ra chưa được mấy giây, lại nhíu chặt lần nữa, giọng điệu lại không nỡ trách móc. Thời tiết nóng nực như vậy, em ở nhà là được rồi. Gì, ống cái yếu đuối như vậy, nếu ra ngoài phơi nắng bị ốm thì sao? Tuy nói như vậy, nhưng Long Mặc cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của các thú nhân xung quanh, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Anh ở bên ngoài săn thú cả ngày, em mới ra ngoài một lúc, sao có thể vất vả bằng anh, không sao đâu. Hồ Kiều Kiều cảm nhận được sự quan tâm của Long Mặc, dịu dàng nói. Long Mặc không đồng ý nhìn cô, anh là giống đực, săn thú là chuyện nên làm. Giống đực nếu chút nắng nóng này cũng không chịu nổi, vậy chẳng phải là đồ vô dụng, còn bảo vệ bạn đời kiểu gì. Hồ Kiều Kiều khoác tay hắn ta, cười nói, vậy em đợi bạn đời của mình về nhà, cũng là chuyện đương nhiên. Đáy mắt lạnh lùng của Long Mặc lập tức tràn đầy ôn nhu, lông mày nhíu chặt cũng lập tức giãn ra. Rõ ràng rất hưởng thụ lời nói của Hồ Kiều Kiều. Hắn ta quay đầu, nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều cầm ná cao su trên tay. Mấy thú nhân canh cổng bên cạnh cũng có vẻ mặt kỳ lạ, trên mặt còn có vẻ tức giận rõ ràng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Hắn ta nghi ngờ hỏi mấy đứa nhỏ. Long Mặc không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Long Nghiêu liền lập tức phẫn nộ tố cáo. Phụ thân, vừa rồi có một giống cái rất xấu xa đến đây, muốn gia nhập bộ lạc chúng ta, nhưng cô ta còn chê thức ăn nương đưa cho bọn họ ít, còn nói những lời rất quá đáng với nương. Long Nghiêu nói một hơi, trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Long Mặc nghe. Long Mặc nghe xong, lông mày lại nhíu chặt, sắc mặt cũng trầm xuống mấy phần. Sau đó con và các ca ca liền đánh đuổi bọn họ đi, trước khi đi bọn họ còn mạnh miệng, nói sẽ không tha cho nương. Long Nghiêu tức giận đến mức phồng má, hai má đỏ bừng, giống như một quả bóng bay vừa được bơm căng. Giống cái kia cứ một mực nói chúng ta cố ý không cho cô ta vào, rõ ràng là cô ta tự mình không muốn đến bộ lạc Hồ Nguyệt. Long Trung cũng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, cứ như chúng ta nợ cô ta vậy. Nghe những lời của mấy đứa nhỏ, Long Mặc lúc này mới đột nhiên nhớ đến âm thanh nghe được ở bên ngoài. Hóa ra là tiếng thú nhân phát ra. Trong đôi mắt thú màu vàng lóe lên vẻ chán ghét, hắn ta quay đầu dặn dò thú nhân bên cạnh. Gần đây đừng lơ là, thú nhân bên ngoài không được phép vào bộ lạc, muốn vào phải được tộc trưởng kiểm tra. Tộc trưởng làm việc thận trọng, hết lòng vì bộ lạc, Long Mặc không cần hỏi cũng biết, nếu tộc trưởng ở đây nhất định cũng sẽ không cho mấy thú nhân kia vào. Vâng, Long Mặc yên tâm, có chúng tôi canh giữ ở đây, tuyệt đối sẽ không để thú nhân bên ngoài tùy tiện vào bộ lạc. Các thú nhân đồng thanh đáp, giọng nói vang dội, hùng hồn. Còn có giống cái vừa rồi, Long Mặc ngừng một chút, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nếu nhìn thấy cô ta đến gần, thì đến báo cho tôi sẽ đuổi đi. Lúc đó là nằm ngang hay nằm dọc mà rời đi, thì chưa chắc. Bắt nạt bạn đời của hắn ta, chuyện này chưa xong đâu. Vâng, thú nhân không do dự, gật đầu đáp. Nghe thấy Long Mặc đã sắp xếp xong,
mấy đứa nhỏ lúc này mới yên tâm. Trong lòng đều âm thầm nghĩ, giống cái kia tốt nhất nên cầu nguyện sau này đừng gặp bọn họ. Đói bụng chưa? Long Mặc nói xong, quay đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt lại biến thành dịu dàng, nhỏ giọng nói, hôm nay ta mang về thú săn các con thích ăn, về nhà làm thịt nướng ăn. Được, Hồ Kiều Kiều ngẩng đầu cười đáp, căn bản không để chuyện vừa rồi vào lòng. Nếu nhớ hết tất cả những chuyện bực mình, thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Long Mặc biến thành rồng đen, cái đuôi rồng khổng lồ vung lên, liền túm lấy mấy con thú săn to lớn, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ sùng bái. Không biết khi nào bọn họ mới có thể ra ngoài săn thú giống như phụ thân. Bọn họ cũng muốn bắt thú săn to nhất cho nương ăn. Trong mắt thú nhân, thú săn càng to càng béo thì càng tốt. Không phải vì ngon, mà vì thú săn béo thì mỡ nhiều, có thể duy trì tiêu hao năng lượng của cơ thể trong thời gian dài. Hồ Kiều Kiều bò lên lưng rồng đen theo đuôi rồng. Bức tường bên dưới dần dần xa. Dần, Hồ Kiều Kiều trực tiếp ngồi lên máy bay về nhà. Mấy đứa nhỏ cũng biến thành hình thú đi theo phía sau, bay thì bay, chạy thì chạy. Bọn họ đều cố gắng hết sức để đuổi kịp Long Mặc, nhưng vẫn bị bỏ xa. So với hình thú của Long Mặc, hình thú của bọn họ giống như con kiến nhỏ bé. Điều này khiến cho mong muốn trở nên mạnh mẽ của mấy đứa nhỏ càng thêm mãnh liệt. Trước khi về nhà, Hồ Kiều Kiều và Long Mặc lại đến hang động của thầy Lang một chuyến, đón Long Linh Nhi về nhà. Long Linh Nhi bây giờ cả ngày đều ở trong hang động của thầy Lang, gần đây nó mê trồng thảo dược, là người về nhà muộn nhất. Hồ Kiều Kiều thấy nó say mê như vậy, cũng âm thầm ủng hộ nó, lấy ra một ít hạt giống thảo dược từ trong không gian, đưa cho thầy Lang. Ai ngờ, ngay cả mấy thầy Lang cũng thức khuya dậy sớm. Long Linh Nhi cùng mấy thầy Lang nghiên cứu, lại trồng được mấy loại thảo dược có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt, đã có thể khai hoang ruộng thuốc trên diện rộng trong bộ lạc để trồng rồi. Về đến nhà, Hồ Kiều Kiều trước tiên lấy trái cây đã để sẵn trong giếng nước ra, chia cho Long Mặc và mấy đứa nhỏ. Long Mặc, ăn trái cây giải khát trước đi, rồi hãy đi làm thịt thú săn. Trái cây lấy ra từ trong giếng nước lạnh buốt, giống như vừa lấy ra từ tủ lạnh vậy. Long Mặc nhận lấy, cắn một miếng, mắt lạnh ngon ngọt. Rất ngọt, sao trái cây này lại lạnh như vậy? Trong mắt Long Mặc lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ta chưa từng ăn trái cây lạnh như vậy vào mùa hè. Trước đây cứ đến mùa hè thì chỉ có thể ăn đồ ăn nóng. Ngay cả thịt sống, để ở ngoài phơi nắng một chút, cũng có thể chín tái ăn trực tiếp rồi. Hôm nay lúc em lấy nước phát hiện nước trong giếng lạnh, liền ngâm trái cây trong nước giếng, đợi anh về ăn. Hồ Kiều Kiều tìm một lý do hợp lý để giải thích. Long Mặc nghĩ đến nước giếng vào mùa đông thì nóng, vậy mùa hè biến thành lạnh, cũng không quá ngạc nhiên. Kiều Kiều, em thật thông minh. Long Mặc nhìn Hồ Kiều Kiều với ánh mắt cương triều, nghe thấy cô nói là cố ý ngâm trái cây cho mình, chỉ cảm thấy trái cây trong miệng càng thêm ngọt ngào. Ăn xong trong chốc lát, Long Mặc liền đi làm thịt thú săn. Thú săn mùa hè không thể để lâu, phải nhanh chóng làm thịt, huông khói hoặc ướp muối, nếu không qua một đêm sẽ bị hỏng. Nếu như trước đây, Long Mặc sẽ không săn nhiều thú săn như vậy trong một ngày. Vì trước đây không có cách bảo quản thức ăn. Bây giờ Hồ Kiều Kiều đã dạy cho thú nhân cách hun thịt, bọn họ lại có đủ muối biển, muốn bảo quản thế nào thì bảo quản thế đó, săn bao nhiêu thú săn cũng không sợ lãng phí. Có Long Mặc ở đây, Hồ Kiều Kiều cũng không lén lút cất thú săn vào không gian nữa. Đến kho lấy muối biển đã được xay thành bột ra, đợi Long Mặc làm thịt thú săn xong, để lại lượng thức ăn cho hôm nay, phần còn lại đều bỏ vào một cái chậu đá lớn, dùng bột muối thoa đều, ướp muối. Tuy thịt tươi ngon hơn, nhưng thịt ướp muối do Hồ Kiều Kiều làm cũng có hương vị đặc biệt. Thỉnh thoảng thay đổi ăn, cũng rất tốt. Mấy đứa nhỏ rửa tay xong, cũng đều đến giúp đỡ. Rửa sạch trái cây Long Mặc mang về bằng nước, sau đó dùng phương pháp của Hồ Kiều Kiều bỏ vào giếng nước. Vào mùa hè, trái cây là món khoái khẩu của thú nhân. Ngay cả Long Mặc ngày thường không thích ăn trái cây nhất, cũng ăn mấy quả trái cây lạnh. Không vì gì khác, giải nhiệt. Cả nhà cùng nhau ra trận, Ngân Thương cũng tham gia, cùng mấy đứa nhỏ bận rộn, nhưng không hề cảm thấy vất vả. Hắn ta ngược lại càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Nơi này không thuộc về hắn ta, không biết lúc nào hắn ta sẽ không còn tư cách ở lại nữa. Từng phút, từng giây, hắn ta đều vô cùng trân trọng. Trời tối, Hồ Kiều Kiều cũng làm xong một bàn thức ăn ngon. Cả nhà vui vẻ ăn cơm. Bận rộn cả ngày trong thời tiết nóng nực như vậy, về nhà còn có thể ăn trái cây lạnh và những món ăn ngon. Không cần phải nói hạnh phúc biết bao nhiêu. Cùng lúc đó, trong rừng, Ngân Tuyết cũng cùng ba bạn đời trở về khu cắm trại của tộc mình. Trong khu cắm trại có vài đống lửa lẻ tẻ, một đám thú nhân ngồi giữa đống lửa, nhưng đều cách đống lửa rất xa. Mặc dù đã đến tối, nhiệt độ vẫn cao đến đáng sợ, đặc biệt là mặt đất đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt cả ngày. Như còn sót lại một lớp than vậy,
khiến thú nhân trong khu cắm trại không tài nào ngủ được. Chính vì vậy, Ngân Tuyết vừa bước vào khu cắm trại, đã có thú nhân nhìn thấy cô ta. Ngân Tuyết trở về rồi, Ngân Tuyết trở về rồi. Thú nhân kia kích động kêu lên, lập tức tiến lên nghênh đón Ngân Tuyết. Giọng nói của hắn ta cũng kinh động đến các thú nhân khác trong khu cắm trại. Không lâu sau, mấy thú nhân già mặc áo choàng da thú màu trắng liền đi tới. Đương nhiên, da thú màu trắng trên người bọn họ cũng chỉ còn lại một mảng màu trắng ở trên cùng, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một tấm da thú màu trắng. Những bộ phận khác đều là bụi đất màu đen xám, trông vô cùng chật vật. Ngân Tuyết, thế nào, bộ lạc đó đồng ý cho chúng ta vào chưa? Một thú nhân già trong số đó sốt ruột hỏi. Ngân Tuyết còn chưa kịp trả lời, mấy thú nhân già bên cạnh đã nhíu mày. Ngân Tuyết, sao cô lại ra nông nỗi này? Vết thương trên người cô là sao vậy? Trên đường gặp phải bầy thú sao? Trên khuôn mặt đen nhẻm của Ngân Tuyết có hơn chục vết xước, trên đường đã đóng vảy, nhìn giống như một miếng vải rách bẩn thỉu, vá đi vá lại. Tuy trước khi Ngân Tuyết đi cũng không khá hơn là bao, nhưng cũng không đến mức như bây giờ. Bọn họ đều tưởng Ngân Tuyết gặp nguy hiểm trên đường, nhao nhao lo lắng nhìn Ngân Tuyết. Bộ lạc của bọn họ lần này chạy trốn, trên đường vì không tìm được nguồn nước, đã chết không ít tộc nhân. Tổng cộng chỉ có hơn 100 thú nhân sống sót, trong đó cũng chỉ có mười mấy giống cái. Nếu không phải vì giống cái dễ khiến thú nhân động lòng chắc ẩn hơn, thì bọn họ cũng sẽ không để Ngân Tuyết mạo hiểm một mình. Nghe thấy câu hỏi của trưởng lão, sắc mặt Ngân Tuyết lập tức tối sầm. Trưởng lão, chúng ta không vào được, có một giống cái trong bộ lạc đó không cho chúng ta vào, ngay cả một chút thức ăn cũng không cho chúng ta, liền đuổi chúng ta ra ngoài. Ngân Tuyết đỏ hoe hốc mắt, khóc lóc kể lể đầy vẻ uất ức. Không chỉ đuổi chúng ta đi, bọn họ còn dùng đá ném tôi, vết thương trên người tôi chính là do bọn họ ném ấy. Trưởng lão, ngài phải làm chủ cho tôi, thú nhân của bộ lạc đó quá đáng ghét. Nếu như trước khi chạy trốn, bộ dạng này của cô ta nhất định có thể lấy được sự thương hại và quan tâm của không ít thú nhân. Nhưng bây giờ cô ta vừa bẩn vừa hôi, lại thêm giọng điệu nũng nịu, khiến các thú nhân đều không tự chủ được lùi lại hai bước. Sợ cô ta vừa khóc vừa dựa vào người mình. Dù sao trên người cô ta toàn là vết thương, không biết lúc nào sẽ ngất xỉu. Tuy giống cái quý giá, nhưng bọn họ những người này không có bạn đời, trên đường chỉ cần có cái ăn cái uống là không chết được. Nhưng nếu lúc này có bạn đời, cái ăn cái uống đều phải nhường cho bạn đời. Chớt đói chớt khát đều là giống được có bạn đời. Thú nhân của bộ lạc đó sao lại hung dữ như vậy? Ngay cả một giống cái như cô cũng ra tay. Trưởng lão nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn. Cô chắc chắn những gì cô nói đều là sự thật. Một trưởng lão trong số đó không tin lắm. Còn có bộ lạc không cần giống cái sao? Ngân Tuyết gật đầu lia lịa. Trưởng lão, tôi nói đều là sự thật, không tin ngài hỏi bọn họ. Cô ta chỉ vào ba bạn đời phía sau. Bọn họ cũng bị ném đến đầu rơi máu chảy. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của trưởng lão, ba tên giống được vội vàng gật đầu. Tuyết Nhi nói đều là sự thật, bộ lạc đó không có chút lòng chắc ẩn nào. Trưởng lão, chúng ta e là không vào được bộ lạc đó rồi. Giống được nghĩ đến thú nhân tộc rồng nhìn thấy trên đường, lại bổ sung. Hơn nữa trong bộ lạc đó còn có thú nhân tộc rồng, thực lực cường đại, chúng ta không phải đối thủ. Nghe vậy, vốn dĩ trên mặt trưởng lão còn có chút không vui vì bọn họ không vào được bộ lạc, rất nhanh đã được thay thế bằng sự kinh ngạc. Anh nói gì? Trong bộ lạc đó còn có thú nhân tộc rồng trấn giữ. Thú nhân tộc rồng, trong mắt thú nhân chính là biểu tượng của thực lực. Ngân Tuyết, các cô thật sự nhìn thấy thú nhân tộc rồng sao? Trưởng lão nghiêm túc hỏi Ngân Tuyết. Đã nhìn thấy. Ngân Tuyết vừa nói xong, còn muốn trưởng lão giúp cô ta báo thù, ai ngờ sắc mặt trưởng lão thay đổi. Thú nhân tộc rồng chúng ta không thể chọc vào, vậy bộ lạc đó chúng ta không thể đến nữa. Vẫn nên tiếp tục đi về phía trước, tìm bộ lạc tiếp theo đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mấy trưởng lão thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Ban đầu bọn họ định để Ngân Tuyết vào bộ lạc trước, Ngân Tuyết vào rồi, nịnh nọt tộc trưởng một chút, nói vài lời hay, sau đó bọn họ đến. Nói là đến đón giống cái của bọn họ, đối phương không chịu thả Ngân Tuyết đi, bọn họ liền có thể nhân cơ hội vào bộ lạc. Còn có thể có được địa vị và tài nguyên nhất định. Nếu trực tiếp một đám thú nhân đến đầu quân, vậy chẳng khác nào đang nói với đối phương, chúng tôi chẳng có gì cả, mau đến bắt nạt chúng tôi đi. Ngân Tuyết tưởng rằng với tính cách của các trưởng lão, nghe thấy bộ lạc đó kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ đi gây sự với bọn họ. Nhưng không ngờ, trưởng lão lại trực tiếp muốn bỏ cuộc. Cô ta lập tức có chút sốt ruột. Tiếp tục đi về phía trước, còn không biết phải đi đến khi nào mới tìm được một bộ lạc tốt. Trên đường cô ta đi tới, bộ lạc đó chính là bộ lạc tốt nhất, mạnh nhất mà cô ta từng thấy, cô ta mới không muốn bỏ lỡ. Cô ta nhất định phải vào bộ lạc đó. Trưởng lão, chúng ta không thể đi. Ngân Tuyết trực tiếp cắt ngang lời thảo luận của các trưởng lão. Không đi,
không đi chúng ta ở trong rừng chờ chết sao? Trưởng lão khó chịu nhìn Ngân Tuyết. Nếu như bình thường, ông ta có lẽ còn nguyện ý chiều theo Ngân Tuyết, nhưng bây giờ bộ lạc cũng không còn, ông ta không có thời gian để chơi đùa với Ngân Tuyết. Phải biết rằng, rừng rậm vào mùa hè vô cùng nguy hiểm. Nguồn nước trong rừng đều có chủ, các loại dã thú nguy hiểm cường đại canh giữ nguồn nước. Muốn sinh tồn trong rừng, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Không phải, trưởng lão, tôi còn nhìn thấy anh trai tôi trong bộ lạc đó. Ngân Tuyết biết trưởng lão tức giận, vội vàng giải thích. Sắc mặt trưởng lão thay đổi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nói gì? Không thể nào. Một trưởng lão trong số đó sắc mặt tái mét nói, Ngân Lôi không phải đã chết từ lâu rồi sao? Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn ta và giống cái tộc huyễn thú chết chung với nhau. Các thú nhân xung quanh nghe thấy cái tên xa lạ này, cũng nhao nhao ném ánh mắt kỳ quái kinh hãi. Thú nhân đã chết, sao lại xuất hiện trong bộ lạc đó được? Trưởng lão, thú nhân đó có khuôn mặt giống hệt anh trai tôi đúng là đã chết, nhưng năm đó hắn ta còn có hai đứa con chạy ra ngoài mà. Ngân Tuyết nhắc nhở một cách ẩn ý. Khuôn mặt vốn đã đầy vết thương và máu, lại lộ ra vẻ mặt nham hiểm, trông càng giống một phụ nữ độc ác. Được Ngân Tuyết nhắc nhở như vậy, các trưởng lão mới nhớ ra. Đôi mắt xung quanh nheo lại. Giọng nói khàn khàn hơi già nua hỏi. Ý của cô là, cô đã nhìn thấy con của Ngân Lôi. Đôi mắt đục trắng của trưởng lão lập tức lóe lên tia tham lam. Giống như một người đi lạc trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy ốc đảo vậy. Nếu thật sự là con của Ngân Lôi, trong cơ thể nó có dòng máu của tộc huyễn thú. Tuy không thuần khiết như dòng máu của giống cái huyễn thú kia, nhưng chỉ cần có nó, thú nhân trong bộ lạc của bọn họ uống máu của nó cũng có thể tăng cường thực lực rất nhiều. Đến lúc đó đừng nói là thú nhân tộc rồng, cho thú nhân tộc rồng làm nô lệ cho bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vâng, trưởng lão, con non đó nhìn giống như con út của anh trai tôi. Ngân Tuyết vội vàng gật đầu, sợ trưởng lão không tin. Trưởng lão tán thưởng liếc mắt nhìn Ngân Tuyết. Nhưng để đề phòng vạn nhất, trưởng lão vẫn xác nhận lại một lần nữa. Cô chắc chắn cô không nhìn lầm chứ? Không phải là cô vì muốn vào bộ lạc mà bịa chuyện ra đấy chứ? Trưởng lão nghiêm mặt nhìn cô ta. Chuyện này nếu để tôi biết cô lừa chúng tôi, dù cô là giống cái, chúng tôi cũng sẽ không tha cho cô. Không dám, tôi nói đều là sự thật. Ngân Lôi là anh trai ruột của tôi dù nhắm mắt cũng có thể nhận ra con của hắn ta, tuyệt đối không nhìn lầm. Ngân Tuyết thót tim, vội vàng giơ hai ngón tay lên, cam đoan. Các trưởng lão nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn muốn tìm hai đứa con non đó về, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào. Không ngờ hai tên con hoang đó, vậy mà có thể chạy xa như vậy, còn trà trộn vào một bộ lạc hùng mạnh như thế, thần thú thật sự là thiên vị bọn chúng. Rất tốt, Ngân Tuyết, lần này cô làm rất tốt, nếu chúng ta bắt được hai đứa con non đó. Cô chính là người có công lớn nhất, đợi tộc trưởng trở về, ta nhất định sẽ nói rõ công lao của cô với tộc trưởng. Nghe vậy, Ngân Tuyết mừng rỡ. Cảm ơn trưởng lão, đây đều là chuyện tôi nên làm, hai đứa chúng nó là con non của bộ lạc Bạch Phi chúng ta. Tự nhiên nên do tộc trưởng và các trưởng lão quản thúc, sao có thể để bọn chúng lưu lạc bên ngoài được. Cô ta cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Giống như một con gà rừng đã bị thuần hóa, nhổ lông cánh, không thể bay được nữa. Trưởng lão nghe vậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Vươn tay vỗ vai Ngân Tuyết. Ngân Tuyết à, ta biết cô là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, năm đó nếu không phải cô, chúng ta cũng sẽ không phát hiện Ngân Lôi hắn ta và một giống cái ngoại tộc thành bạn đời, cô hiểu chuyện hơn anh trai cô nhiều. Trưởng lão nói xong, thở dài, dường như đang tiếc nuối. Nói đứng lên, năm đó anh trai cô chính là dũng sĩ số một của bộ lạc chúng ta, nếu không phải vì tự ý tìm một giống cái ngoại tộc làm bạn đời. Bây giờ nhất định là thú nhân mạnh nhất trong bộ lạc, nói không chừng còn là ứng cử viên tộc trưởng đời tiếp theo, đáng tiếc. Ngân Tuyết lại không quan tâm chút nào, bĩu môi, bất mãn nói. Đó là anh trai tôi tự mình hồ đồ, cứ phải tìm một giống cái ngoại tộc, thân là thú nhân của bộ lạc Bạch Phi. Tự nhiên nên vì huyết thống của bộ lạc mà suy nghĩ, sao có thể tự ý sinh ra con non huyết thống không thuần khiết. Nhớ đến chuyện năm đó, Ngân Tuyết thậm chí còn có chút tự hào. Anh trai tôi làm sai, vốn không có tư cách ở lại bộ lạc nữa, hắn ta còn bao che cho giống cái ngoại tộc kia và hai đứa con hoang, đó là tự làm tự chịu, không trách được ai. Trưởng lão liếc mắt nhìn Ngân Tuyết, thấy cô ta vẻ mặt kiêu ngạo, trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Ngay cả anh trai ruột của mình cũng tố cáo, còn tự mình dẫn người đi bắt Ngân Lôi, Ngân Tuyết này vẫn ngu ngốc như ngày nào. Trưởng lão, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giống như anh trai tôi. Ngân Tuyết nói xong, lại cam đoan với trưởng lão. Tốt, cô là đứa trẻ ngoan, ta biết cô và anh trai cô không giống nhau, cô thông minh hơn hắn ta nhiều. Trưởng lão mỉm cười hiền từ với cô ta,
an ủi. Nghe được lời của trưởng lão, Ngân Tuyết thầm mừng, trong lòng càng thêm đắc ý. Vậy tộc trưởng bên kia? Cô ta thăm dò hỏi. Cô yên tâm, đợi tộc trưởng trở về, ta sẽ nói giúp cô. Cô là giống cái thông minh nhất trong bộ lạc, tin rằng tộc trưởng cũng sẽ đối xử đặc biệt với cô. Trưởng lão mỉm cười nói, cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ngân Tuyết lập tức nở rộ. Cảm ơn trưởng lão. Tộc trưởng chính là thú nhân trẻ tuổi tài giỏi nhất trong bộ lạc, không chỉ tuổi còn trẻ đã làm tộc trưởng. Thực lực cường đại, tính tình ôn hòa, là ứng cử viên bạn đời lý tưởng nhất trong mắt tất cả giống cái. Quan trọng nhất là, tộc trưởng hiện tại vẫn chưa có bạn đời. Nếu có thể trở thành bạn đời của tộc trưởng, vậy sau này cô ta chính là giống cái tôn quý nhất trong bộ lạc. Ngay cả mấy trưởng lão này cũng phải nghe lời cô ta. Nghĩ đến cuộc sống như vậy, Ngân Tuyết không khỏi kích động trong lòng. Bộ lạc Bạch Phi bọn họ coi trọng huyết thống nhất, chính vì vậy, số lượng thú nhân trong bộ lạc không nhiều. Trong bộ lạc cũng có một quy định bất thành văn, đó là thú nhân Bạch Phi không thể tìm thú nhân ngoại tộc làm bạn đời, như vậy sẽ phá hủy huyết thống thuần khiết của bộ lạc Bạch Phi. Nếu là giống cái, chỉ tìm bạn đời, không sinh ra con non huyết thống không thuần khiết thì cũng không sao. Nhưng giống được thì bị nghiêm cấm, một khi phát hiện, chính là trọng tội. Ngân Tuyết từ nhỏ lớn lên ở bộ lạc Bạch Phi, chưa từng bước chân ra khỏi bộ lạc Bạch Phi, từ lâu đã bị quy định của bộ lạc tẩy não. Cô ta biết sau khi Ngân Lôi tìm giống cái ngoại tộc, vẫn luôn lấy Ngân Lôi làm xấu hổ. Cho nên khi cô ta vô tình biết được nơi ẩn náu của Ngân Lôi và bạn đời ở bên ngoài bộ lạc, lập tức đi tìm trưởng lão tố cáo. Cũng vì vậy mà nhận được không ít chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Ngân Tuyết không nhịn được hỏi. Trưởng lão, vậy chúng ta khi nào thì đến bộ lạc đó? Chỉ cần cô ta trở thành bạn đời của tộc trưởng tự nhiên sẽ chiếm lấy bộ lạc đó cho cô ta. Ngày mai sẽ đi, trưởng lão âm thầm siết chặt ngón tay, trong đôi mắt đầy nếp nhăn lóe lên vẻ tham lam. Không chỉ mình Ngân Tuyết sốt ruột, bọn họ đã lớn tuổi, muốn tăng cường thực lực gần như là không thể, nhưng nếu có máu của tộc huyễn thú thì sẽ khác. Máu của tộc huyễn thú không chỉ có thể khiến thú nhân trở nên mạnh mẽ, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tuổi thọ của thú nhân. Thân là trưởng lão trong tộc, huyết mạch của bộ lạc, bọn họ ít nhiều gì cũng có thể chia được một chút. Nhưng, nếu bọn họ không chịu giao hai đứa con hoang đó ra thì sao? Bộ lạc đó có tường cao, còn có thú nhân tộc rồng, Ngân Tuyết lộ vẻ lo lắng. Trưởng lão nheo mắt, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Vậy thì ngày mai nhân lúc giống đực của bộ lạc đó ra ngoài săn thú thì chúng ta hãy đi. Ba ngày giống đực đều phải đi săn thú, thú nhân tộc rồng không có ở bộ lạc, lúc này chúng ta đi, đối phương nhất định sẽ có chút kiêng dè. Bí mật về máu của tộc huyễn thú, chỉ có số ít thú nhân biết. Hai đứa con non đó trong mắt các thú nhân khác, không có tác dụng gì, chắc cũng sẽ không nhất quyết không chịu trả lại cho bọn họ. Trưởng lão tính toán rất kỹ càng. Ngân Tuyết nghe vậy, cũng yên tâm. Đi, đưa Ngân Tuyết đi tìm thầy lang xem vết thương trên người. Trưởng lão liếc mắt nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Ngân Tuyết, khiến cho ông ta vốn đã không có hứng ăn càng thêm chán ăn, nói với thú nhân Bạch Phi bên cạnh. Ngân Tuyết bây giờ không có thức ăn để trao đổi. Nghe thấy lời của trưởng lão, lập tức vui mừng đi qua, ngày hôm sau. Không khí trong bộ lạc Phong Thu tràn ngập niềm vui. Lý do không gì khác, đài quan sát mà Hồ Thanh Lộ dẫn thú nhân xây dựng đã hoàn thành. Thú nhân trong bộ lạc nghe được tin tức tốt này, nhao nhao đến xem náo nhiệt. Đài quan sát này cao thật đấy. Cái này sắp lên trời rồi chứ. Hồ Thanh Lộ, anh thật sự giỏi quá, trước đây sao không phát hiện ra anh còn có bản lĩnh này chứ? Các thú nhân ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đài quan sát cao chọc trời, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Vừa hâm mộ, đương nhiên không thể thiếu những lời chua chát. Không phải chỉ là xây một cái đài sao, thú nhân tộc chim không cần đài cũng có thể bay lên, có gì đáng để khoe khoang chứ? Một thú nhân trong số đó vừa nói xong, các thú nhân khác đều sững sờ. Hình như cũng đúng. Tuy nhiên, chưa kịp để bọn họ kịp phản ứng, thú nhân vừa nói lời chua chát kia đã nhanh như chớp, chen lên phía trước. Nhanh chóng dùng hai tay bám vào đài quan sát, giọng điệu thay đổi, lớn tiếng nói. Đài quan sát này chẳng có gì ghê gớm cả, các người đừng đến đây, để ta lên xem tầm nhìn trên đó thế nào trước. Giọng nói chua chát kia như đột nhiên biến thành một người khác, kích động đến mức vỡ giọng. Các thú nhân ngẩn ra một lúc, chợt bừng tỉnh. Bọn họ bị lừa rồi. Tên này, lăn xuống cho ta. Đài quan sát cao như vậy, cho dù là thú nhân tộc chim, cũng không có sức lực bay trên đó cả ngày. Nhưng đài quan sát có thể để chúng ta ở trên đó mãi. Dám lừa chúng ta, xuống đây, ta muốn lên đầu tiên. Một đám thú nhân tức giận tiến lên kéo hắn ta xuống. Tuy ồn ào, nhưng thú nhân cũng biết chú ý chừng mực, không thua lỗ va vào đài quan sát, lúc đến gần đều rất cẩn thận, sợ làm hỏng đài quan sát vất vả lắm mới xây xong.
Quan trọng là, cái này bọn họ không đền nổi. Đài quan sát xây xong, Hồ Kiều Kiều tự nhiên cũng phải đến góp vui. Vì thời tiết nóng bức, Long Mặc không nỡ để cô đi bộ phơi nắng trong bộ lạc, đặc biệt dành ra nửa ngày, đi cùng cô ra ngoài. Lúc hai người đến, dưới đài quan sát đã chật kín thú nhân, Hồ Thanh Lộ đang đứng ở cửa cầu thang của đài quan sát, nói chuyện với tộc trưởng. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đến, lập tức vui mừng vẫy tay. Tiểu muội, ở đây. Các thú nhân thấy Hồ Kiều Kiều và Long Mặc đến, đều tự giác nhường đường. Tam ca, chúc mừng anh, vất vả lâu như vậy đài quan sát cuối cùng cũng xây xong rồi. Hồ Kiều Kiều nhanh chân bước tới, chúc mừng Hồ Thanh Lộ. Dưới hai hốc mắt của Hồ Thanh Lộ có quầng thâm rõ ràng, vừa nhìn là biết vì xây dựng đài quan sát, không ít lần thức khuya dậy sớm làm việc. Nhưng dù vậy, cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của anh ta. Không vất vả, he he, Hồ Thanh Lộ cười toe toét, lộ ra nụ cười ngây ngô. Đúng rồi, tiểu muội, em có muốn lên xem không? Em còn chưa lên xem bao giờ. Hồ Thanh Lộ hỏi với vẻ mặt mong đợi, như thể người chưa lên xem không phải là Hồ Kiều Kiều, mà là chính anh ta vậy. Hay là em không lên đâu, anh và tộc trưởng lên xem là được rồi, ở đây còn có nhiều thú nhân đang chờ lên xem. Hồ Kiều Kiều nhìn các thú nhân đang xem náo nhiệt xung quanh, có chút do dự. Cô không phải sợ độ cao, mà là cô đến sau cùng, thú nhân đến trước còn chưa có cơ hội lên, thậm chí còn có thú nhân tham gia xây dựng cũng đang chờ ở bên cạnh. Cô không thể chen ngang, làm đặc biệt được. Tuy Hồ Kiều Kiều không mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, nhưng cũng không đến mức tự tin thái quá như vậy. Có gì mà không tốt, em là tiểu muội của anh muốn để em lên xem đầu tiên, ai dám có ý kiến? Hồ Thanh Lộ nghiêm mặt, vẻ mặt đương nhiên. Anh ta vất vả ngày đêm xây dựng đài quan sát, nếu ngay cả chút quyền lợi hạn chế này cũng không cho tiểu muội, vậy anh ta còn mặt mũi nào để tiểu muội gọi mình là tam ca? Tộc trưởng bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Kiều Kiều, cháu lên xem đi, đài quan sát này là do cháu đề nghị xây dựng, cháu nên là người đầu tiên lên xem. Ngay cả tộc trưởng cũng nói như vậy, Hồ Kiều Kiều vốn đã nóng lòng muốn thử, liền không từ chối nữa. Vậy chúng ta cùng lên xem đi. Cô nhìn cầu thang cao ngất, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Vừa nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên, cơ thể liền bị ôm ngang, Long Mặc. Hồ Kiều Kiều khó hiểu nhìn hành động đột ngột của Long Mặc. Cầu thang này quá cao, anh đưa em lên. Long Mặc ngẩng đầu nhìn đỉnh đài quan sát, giọng nói lạnh lùng mang theo chút dịu dàng. Đài quan sát cao như vậy, thú nhân bình thường đều chỉ có thể đi bộ. Cho dù là thú nhân tộc chim, độ cao có thể bay lên cũng có hạn, không thể bay thẳng lên đỉnh. Nhưng Long Mặc là ai? Bá chủ trên bầu trời. Các thú nhân nhìn rồng đen dễ dàng đưa Hồ Kiều Kiều bay lên đài quan sát, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nếu không phải là giống đực, ai mà không muốn có một bạn đời vừa mạnh mẽ vừa chu đáo như vậy chứ? Hồ Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, bĩu môi về phía bóng lưng Long Mặc, ta cũng có thể đưa tiểu muội lên. Đài quan sát đâu phải chỉ có thể bay lên, xem anh đắc ý kìa. Miệng thì oán trách, cũng nhanh chóng đuổi theo tộc trưởng. Anh ta và tộc trưởng đều không biết bay, chỉ có thể dựa vào hai chân đi lên. Tốc độ liền chậm hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Hồ Kiều Kiều đã đặt chân xuống đất, Long Mặc bên cạnh cũng biến trở lại hình người hạ cánh bên cạnh Hồ Kiều Kiều. Trên đài quan sát khá đơn sơ, chỉ là một cái lán đơn giản. Nhưng lại rất chắc chắn, còn có thể che mưa che nắng. Đối với thú nhân mà nói, điều này cũng tốt hơn nhiều so với việc đứng canh gác trên tường rào. Hồ Kiều Kiều mở mắt ra, đi vào tầm nhìn đều là rừng rậm xanh mướt, nhìn mãi không thấy bờ bến. Cô như đang đứng trên một biển xanh. Nhìn màu xanh rì rào kia, Hồ Kiều Kiều cảm thấy cái nóng oi bức giảm đi không ít, thật đẹp. Ban đầu là lên xem đài quan sát, kết quả Hồ Kiều Kiều lại bị cảnh sắc bên dưới thu hút. Đứng ở đây nhìn rừng rậm và nhìn rừng rậm trên lưng Long Mặc là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Gió ở đây rất dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác yên bình tĩnh lặng, đẹp. Long Mặc liếc mắt qua rừng rậm bình thường kia, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Hồ Kiều Kiều, khẽ mở môi mỏng, đồng ý. Hắn ta ngày nào cũng bay qua bay lại trên bầu trời rừng rậm, cảnh sắc như vậy hắn ta đã xem qua vô số lần, không cảm thấy có gì đẹp. Nhưng không biết vì sao, đứng ở đây cùng Kiều Kiều, cảnh sắc nhạt nhòa ngày thường cũng thêm vài phần sắc màu. Hóa ra không phải cảnh không đẹp, mà là không có cô. Hồ Kiều Kiều xoay người, nhìn vào bên trong bộ lạc. Rất nhiều nhà đá nằm rải rác khắp nơi trong bộ lạc, bây giờ diện tích của bộ lạc đã mở rộng gấp mấy lần so với trước đây. Nhìn ra xa, ngoài nơi ở, còn có vô số ruộng đồng xanh mướt đan xen, phân chia rõ ràng, trật tự ngăn nắp. So với lúc cô mới đến, quả thực như biến thành một bộ lạc khác. Trong lòng Hồ Kiều Kiều dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Nhìn bộ lạc từng chút thay đổi tốt đẹp hơn dưới sự nỗ lực của mọi người, cảm giác này thật kỳ diệu. Mấy phút sau,
Hồ Thanh Lộ và tộc trưởng mới leo lên. Hồ Thanh Lộ thì không sao, ngày nào cũng chạy lên chạy xuống, lại trẻ khỏe, không cảm thấy gì. Tộc trưởng lại thở hổn hển mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mới không bỏ cuộc. Cầu thang này thật sự không phải là thứ mà ông già xương cốt này có thể leo lên được. Thanh Lộ à, đài quan sát này tuy tốt, nhưng leo lên quá khó, nếu có chuyện gì, làm sao có thể thông báo cho các thú nhân khác một cách thuận tiện. Đài quan sát cao như vậy, muốn nói chuyện với thú nhân bên dưới, e là cũng phải tốn không ít sức lực. Hồ Thanh Lộ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một thứ màu đen, to bằng ngón tay cái từ trong ngực. Tộc trưởng, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngài xem cái này. Hồ Thanh Lộ bỏ thứ màu đen đó vào miệng, khẽ thổi. Thứ đó đột nhiên phát ra một tiếng còi chói tai, thú nhân trên mặt đất nghe thấy âm thanh, nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vừa rồi là âm thanh gì? Sao lại lớn như vậy? Nghe giống tiếng kêu của thú nhân tộc chim, âm thanh này nghe tràn đầy khí thế, chẳng lẽ là cường giả của bộ lạc nào đến? Các thú nhân bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán nảy sinh. Đây là cái gì? Âm thanh sao lại lớn như vậy? Hơn nữa hình như không tốn chút sức lực nào. Tộc trưởng kinh ngạc nhìn Hồ Thanh Lộ, vẻ mặt ngạc nhiên. Hồ Thanh Lộ gãi đầu, đây là, gọi là gì nhỉ? Anh ta chỉ phụ trách làm, nhưng gọi là gì thật sự chưa từng nghiên cứu. Hồ Thanh Lộ nhìn Hồ Kiều Kiều cầu cứu, đây là thứ anh ta tìm thấy trong bản vẽ mà Hồ Kiều Kiều đưa cho. Anh ta thấy thứ này nhỏ gọn tiện lợi, còn có thể phát ra âm thanh, liền làm ra thử xem. Còi, Hồ Kiều Kiều nhìn thấy thứ trong tay Hồ Thanh Lộ, theo bản năng nói. Đúng đúng đúng, vẫn là tiểu muội lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra. Hồ Thanh Lộ vội vàng gật đầu, cười ngây ngô. Đây là thứ làm theo bản vẽ Hồ Kiều Kiều đưa cho, Hồ Kiều Kiều biết cũng không có gì lạ. Có cái này, mọi người ở trên đài quan sát có thể truyền tin, ví dụ như một tiếng còi dài chính là có thú nhân tập kích, còn có ra hiệu lệnh, một tiếng còi ngắn chính là bắn tên, như vậy. Hồ Thanh Lộ kích động giới thiệu từng công dụng mà anh ta đã nghĩ ra từ trước với tộc trưởng. Hồ Kiều Kiều kinh ngạc, những thứ này trên bản vẽ căn bản không có. Cô cũng chưa từng nói với Tam ca vậy mà có thể suy một ra ba, tự mình nghĩ ra nhiều như vậy. Thanh Lộ, đây thật sự là một thứ tốt, còn nữa không? Có thể cho mỗi thú nhân đứng canh gác một cái không? Tộc trưởng kích động, có cái này, sau này sẽ không sợ truyền tin không kịp thời nữa. Âm thanh này chói tai, thú nhân ở xa cũng có thể nghe thấy. Chính là thứ bọn họ cần. Ta chỉ làm một cái này. Hồ Thanh Lộ ngượng ngùng trả lời, lại vội vàng bổ sung, nhưng ta còn có thể làm, rất nhanh. Tốt, vậy làm phiền anh rồi. Tộc trưởng vỗ vai Hồ Thanh Lộ, sau này vật tư của anh cứ trực tiếp lấy từ bộ lạc. Ông ta liếc nhìn Hồ Kiều Kiều và Long Mặc, trong lòng càng thêm khẳng định nhà này chính là ngôi sao may mắn của bộ lạc. Có nhà Hồ Kiều Kiều, vấn đề nan giải của bộ lạc đều được giải quyết dễ dàng. Sau này ông ta phải đối xử tốt với bọn họ hơn, nhất định không thể bọn họ. Không phiền, đây đều là nhờ bản vẽ tiểu muội đưa cho ta, nếu không ta cũng không làm ra được, đều là công lao của tiểu muội. Hồ Thanh Lộ không hề nhận công, cười hì hì nhìn Hồ Kiều Kiều. Tộc trưởng vẻ mặt ta đều hiểu. Kiều Kiều cũng có công lao lớn, lát nữa ta sẽ đưa vật tư tốt nhất trong bộ lạc đến cho Kiều Kiều. Hồ Thanh Lộ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, Ngân Tuyết bị thương, liền ở lại khu cắm trại dưỡng thương. Bảo bạn đời của cô ta dẫn đường, trưởng lão dẫn theo một nửa thú nhân Bạch Phi đi đến bộ lạc Phong Thu. Vì chạy nạn từ phía Bắc Đại Lục đến, thú nhân Bạch Phi từng người đều gầy trơ xương, chỉ có mấy trưởng lão khá hơn một chút. Trên đường đi càng thêm không có sức lực, một đoạn đường không xa, lại đi ì ạch mất nửa ngày. Khởi hành vào buổi sáng, đợi đến khi một đám thú nhân đến bộ lạc Bạch Phi thì đã là giữa trưa. Trưởng lão, phía trước chính là bộ lạc mà chúng ta nhìn thấy hôm qua. Sắp đến gần bộ lạc Phong Thu, bạn đời của Ngân Tuyết dừng lại. Đã sắp đến rồi, sao không đi nữa? Trưởng lão thấy hắn ta dừng lại, ánh mắt khó chịu hỏi. Trưởng lão, thú nhân của bộ lạc này thích dùng đá ném người. Bạn đời của Ngân Tuyết nhắc nhở với vẻ mặt sợ hãi. Bây giờ trên đầu hắn ta vẫn còn đầy vết sưng, sợ bị nhận ra lại bị ném, không dám đến gần nữa. Trưởng lão nghe vậy, lúc này mới không trách mắng hắn ta. Chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý lắm, đá ném thì có thể ném xa được bao nhiêu. Lát nữa chúng ta đứng xa một chút là được rồi, đúng là không có đầu óc. Bạn đời của Ngân Tuyết cúi đầu, cúm núm không nói nữa. Trưởng lão dẫn theo thú nhân phía sau đến chỗ cách tường rào mười mấy mét. Ngay khi bọn họ xuất hiện, thú nhân đứng canh gác trên đài quan sát đã phát hiện ra bọn họ. Hồ Thanh Sơn, bên dưới lại có một đám thú nhân đến, làm sao bây giờ? Thú nhân đứng canh gác lập tức hỏi Hồ Thanh Sơn. Hôm nay là ngày đầu tiên đài quan sát được sử dụng, Hồ Thanh Sơn là người phụ trách an ninh của bộ lạc, tự nhiên phải đích thân đến tuần tra.
Hồ Thanh Sơn đã sớm nhìn thấy đám thú nhân kia. Đôi mắt bình tĩnh quan sát một lúc, liền đưa ra quyết định. Những thú nhân này trông giống như chạy nạn đến, hẳn là giống như thú nhân hôm qua cũng muốn gia nhập bộ lạc. Tộc trưởng đã ra lệnh, chỉ cần là thú nhân đến đầu quân, thì bảo bọn họ đến bộ lạc Hồ Nguyệt, dù là giống cái cũng đối xử như nhau. Đi báo cho bọn họ, bảo bọn họ đến bộ lạc Hồ Nguyệt, xuất phát ngay bây giờ, trước khi trời tối là có thể đến, Hồ Thanh Sơn không chút do dự nói. Vâng, thú nhân bên cạnh là thú nhân tộc chim, nghe vậy, liền đi xuống thông báo cho trưởng lão Bạch Phi. Thú nhân tộc chim đáp xuống tường rào, nói với thú nhân bên ngoài. Bộ lạc chúng tôi không tiếp nhận thú nhân, các người muốn gia nhập bộ lạc thì đi về phía bắc, đến bộ lạc Hồ Nguyệt. Hắn ta nói xong liền định rời đi. Trưởng lão Bạch Phi chưa từng bị coi thường như vậy, đang định nổi giận, thú nhân bên cạnh vội vàng kéo ông ta lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Trưởng lão, chúng ta là đến đòi con non. Trưởng lão Bạch Phi lúc này mới kìm nén cơn giận, ngẩng đầu nói một cách không khách khí. Chúng tôi không phải đến đầu quân, chúng tôi đến đòi lại con non của bộ lạc chúng tôi. Con non, sao bộ lạc chúng tôi lại có con non của các người? Thú nhân tộc chim vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ những thú nhân này cũng là nô lệ trốn thoát khỏi bộ lạc sói xám? Rất nhanh, hắn ta liền gạt bỏ suy đoán này. Bộ lạc sói xám bây giờ đã không còn nô lệ. Bộ lạc sói xám hiện tại là một bộ lạc bình thường không có gì đặc biệt. Con non của chúng tôi đang ở trong bộ lạc của các người, trưởng lão Bạch Phi khẳng định chắc chắn. Thú nhân tộc chim chưa từng xử lý chuyện như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng hắn ta cũng không dám trực tiếp mở cổng lớn, liền nói. Các người đợi một chút, tôi đi hỏi. Thú nhân tộc chim nói xong, vội vàng lên đài quan sát gần đó hỏi Hồ Thanh Sơn nên làm gì. Rất nhanh, Hồ Thanh Sơn liền cùng hắn ta đi xuống. Hôm qua anh ta không ở đây, không nhận ra bạn đời của Ngân Tuyết. Nhìn mấy trưởng lão Bạch Phi rõ ràng là người dẫn đầu bên ngoài, Hồ Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, trầm giọng hỏi. Con non của bộ lạc các người tên là gì? Tên của bọn nó, cái này. Trưởng lão Bạch Phi lập tức nghẹn lời. Quay đầu nhìn bạn đời của Ngân Tuyết. Người sau cũng lắc đầu hoang mang, sao hắn ta biết hai đứa con hoang đó tên là gì? Từ khi sinh ra bọn nó đã không sống trong bộ lạc. Con non bị lạc từ nhỏ, chúng tôi còn chưa biết tên bọn nó là gì, dù sao cũng ở trong bộ lạc của các người. Trưởng lão Bạch Phi lý lẽ không đúng, nhưng lại hùng hổ. Hồ Thanh Sơn nheo đôi mắt sắc bén, rõ ràng nhìn ra sự lúng túng của mấy thú nhân này. Ngay cả tên cũng không biết, đây gọi là tộc nhân gì. Giọng nói của anh ta lạnh đi mấy phần. Bị lạc từ nhỏ, vậy các người nhận ra bằng cách nào? Sao tôi biết các người có phải là kẻ lừa đảo hay không? Bộ lạc của bọn họ có rất nhiều con non không cha không mẹ, nhưng anh ta cũng sẽ không chỉ nghe lời nói phiến diện của thú nhân xa lạ, liền giao con non cho bọn họ. Thấy anh ta hỏi nhiều như vậy, rõ ràng là không tin, trưởng lão Bạch Phi có chút sốt ruột. Giống cái của bộ lạc chúng tôi hôm qua tận mắt nhìn thấy, con non đó trông giống hệt cha nó, chúng tôi tự nhiên có thể nhận ra. Ông ta vội vàng nói xong, mới phát hiện mình lỡ lời. Giống cái, nhìn thấy hôm qua, Hồ Thanh Sơn nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt, sắc mặt lạnh đi. Hóa ra mấy thú nhân hôm qua đi cùng với các người. Tuy anh ta không tận mắt nhìn thấy Ngân Tuyết, nhưng cũng nghe nói chuyện Ngân Tuyết nói lời xúc phạm Hồ Kiều Kiều. Vừa nghĩ đến mấy thú nhân này là tộc nhân của Ngân Tuyết, Hồ Thanh Sơn liền không có sắc mặt tốt. Bộ lạc chúng tôi không có con non của các người, con non của bộ lạc đều là người của bộ lạc Phong Thu chúng tôi, các người đi đi. Hồ Thanh Sơn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, không muốn lãng phí lời nói. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Thú nhân Bạch Phi nhìn nhau, lo lắng nhìn trưởng lão. Trưởng lão cũng đen mặt, rõ ràng không ngờ Hồ Thanh Sơn lại khó nói chuyện như vậy, vừa không đồng ý liền đuổi bọn họ đi. Làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa hai đứa con non đó về. Trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nếp nhăn trên mặt cũng vì vẻ mặt dữ tợn mà nhăn nhúm lại. Trông giống như từng đường rãnh. Ông ta ngẩng đầu, lớn tiếng gọi Hồ Thanh Sơn. Đứng lại, thú nhân của bộ lạc chúng tôi đều mang họ Ngân, hình thú là màu đen trắng. Bộ lạc của các người có phải từng có hai đứa con non họ Ngân đến đây không? Hồ Thanh Sơn dừng bước. Con non mà tiểu muội nhận nuôi, chẳng phải là họ Ngân sao? Hơn nữa hình thú cũng là màu đen trắng, vừa khớp với lời nói của mấy thú nhân này. Lúc trước tiểu muội phát hiện ra bọn họ, quả thật là hai đứa con non đi cùng nhau. Thấy anh ta có phản ứng, trưởng lão Bạch Phi càng thêm chắc chắn con non ông ta muốn tìm đang ở đây. Anh mau giao con non của chúng tôi ra đây, nếu không chúng tôi sẽ không đi, ông ta lớn tiếng uy hiếp. Hồ Thanh Sơn nhíu mày, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn trưởng lão Bạch Phi. Ông thật sự là tộc nhân của nó. Nếu anh ta nhớ không lầm, tộc nhân của hai anh em Ngân Thương và Ngân Cổ chính là kẻ thù giết cha của bọn họ. Mấy thú nhân này thật to gan,
vậy mà dám trực tiếp tìm đến tận cửa. Trưởng lão Bạch Phi còn tưởng rằng Hồ Thanh Sơn sợ hãi, muốn thay đổi chủ ý. Trên mặt lóe lên một tia vui mừng, vội vàng gật đầu. Đương nhiên, chúng tôi chính là tộc nhân của con non đó, anh mau giao bọn nó ra đây. Trên mặt Hồ Thanh Sơn lộ ra nụ cười chế giễu, bọn họ, tên xấu xí này còn chưa biết chuyện ngân cổ đã chết. Anh ta rất nhanh liền thay đổi chủ ý, đổi giọng nói. Các người đợi ở đây, con non đó được tiểu muội của tôi nhận nuôi, tôi đi gọi cô ấy bảo con non đó đến đây. Mấy thú nhân này đáng ghét như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng để bọn họ rời đi như vậy. Được, anh mau đi đi, chúng tôi đợi ở đây. Trưởng lão căn bản không biết suy nghĩ của Hồ Thanh Sơn, còn đang mừng thầm. Ông ta sắp có được huyết thống của tộc huyễn thú rồi. Trở nên mạnh mẽ và trường thọ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn bộ dạng mừng như điên của trưởng lão Bạch Phi, Hồ Thanh Sơn cảnh giác, âm thầm ghi nhớ. Anh ta quay đầu dặn dò thú nhân bên cạnh mấy câu, liền đi tìm Hồ Kiều Kiều. Sau khi Hồ Thanh Sơn rời đi, thú nhân đứng canh gác trở về chỗ râm mát chờ đợi. Lúc này là giữa trưa, mặt trời chói chang, nhiệt độ mặt đất gần như có thể nướng chín thịt. Bên ngoài bộ lạc vì đã sửa đường, gần đó có một khoảng đất trống rộng lớn, không có bóng cây để hóng mát. Thú nhân Bạch Phi không được thoải mái như vậy, chỉ có thể chịu đựng cái nắng như thiêu như đốt mà chờ đợi. Từng người mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, sắp bị phơi khô. Trưởng lão Bạch Phi thực sự không chịu đựng nổi nữa, định lui về rừng trốn một lát. Ai ngờ vừa đứng dậy, còn chưa đi được hai bước, thú nhân đứng canh gác đã nhắc nhở bọn họ. Các người đừng đi lung tung, gần đây đều là bẫy mà bộ lạc chúng tôi bố trí. Nếu lỡ bị thương chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Còn nữa, giống cái của bộ lạc chúng tôi rất bận, lát nữa không nhìn thấy các người, không có ai gọi các người, lần sau đừng hòng bảo giống cái dẫn con non ra ngoài nữa. Trưởng lão Bạch Phi nghe vậy, lập tức không dám đi nữa. Chỉ có thể nhẫn nhịn cái nóng, đứng dưới ánh mặt trời chờ đợi. Bên kia, Hồ Kiều Kiều đang ở nhà nấu chè đậu xanh cho mấy đứa nhỏ giải nhiệt. Vừa nấu xong, bưng chè đậu xanh ra đặt ở phòng khách, liền nhìn thấy Hồ Thanh Sơn đứng ở ngoài sân. Đại ca, hôm nay sao anh lại đến đây? Hồ Kiều Kiều đặt chè đậu xanh xuống, vội vàng ra mở cửa sân, mời Hồ Thanh Sơn vào. Tiểu muội, tộc nhân của Ngân Thương đến, muốn đưa nó đi. Hồ Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hồ Kiều Kiều lập tức biến thành nghiêm túc. Lông mày nhíu chặt, giọng nói trong trẻo mang theo tức giận. Tộc nhân của Ngân Thương, bọn họ sao lại mặt dày đến vậy? Tuy Ngân Thương không có ký ức về việc cha mẹ bị giết, lúc đó nó mới sinh ra. Nhưng trước khi chết Ngân Cổ đã nói hết những chuyện này cho nó. Đám người tàn nhẫn giết người đó, sao lại mặt dày đến đòi Ngân Thương? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Hồ Kiều Kiều rất nhanh liền bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh khác thường, không còn chút tức giận nào vừa rồi. Cô còn chưa đi tìm bọn họ lại chủ động đưa tới cửa. Đã đến rồi, thì đừng hòng dễ dàng rời đi. Anh bảo bọn họ đợi ở bên ngoài bộ lạc. Tiểu muội, em có muốn dẫn Ngân Thương đến đó xem không? Muốn xử lý bọn họ thế nào? Hồ Thanh Sơn hỏi. Còn xử lý gì nữa? Giết! Giọng nói lạnh lùng của Long Mặc truyền ra từ trong nhà. Long Mặc từ trong nhà đi ra, đôi mắt thú màu vàng bình tĩnh như vực sâu, sát ý lóe lên rồi biến mất. Con non đã bước vào nhà hắn ta, thì không có lý do gì phải trả lại. Nếu dám cướp, thì giết. Nhìn thấy Long Mặc cũng ở đây, Hồ Thanh Sơn sững sờ, rất nhanh liền nhớ ra. Thời tiết mùa hè nóng bức, tộc trưởng quyết định để anh ta, Ưng Viễn, Giải Man ba người luân phiên dẫn đội đi săn thú. Hôm nay Long Mặc không cần đi săn thú. Vừa mở miệng đã đánh đánh giết giết, sát khí của anh sao lại nặng như vậy? Hồ Thanh Sơn liếc mắt nhìn Long Mặc không đồng ý. Nói cũng không thể nói trước mặt tiểu muội, lén lút giết là được rồi. Lỡ dọa tiểu muội thì sao? Tiểu muội, em định làm gì? Đại ca nghe theo em. Hồ Thanh Sơn trực tiếp hỏi Hồ Kiều Kiều. Đợi tiểu muội hả giận xong, anh ta sẽ giết đám thú nhân kia, như vậy tiểu muội vui vẻ. Anh ta cũng yên tâm. Dù sao bất kể tiểu muội làm gì, đám thú nhân kia sớm muộn gì cũng phải chết. Hỏi ý kiến của Ngân Thương trước đi, Hồ Kiều Kiều nói, đó dù sao cũng là tộc nhân của Ngân Thương. Được, Hồ Thanh Sơn đương nhiên không có ý kiến, dừng một chút, lại nói. Tiểu muội, năm đó bọn họ giết cha mẹ của Ngân Thương, bây giờ lại sốt ruột muốn tìm Ngân Thương về, không giống như muốn diệt khẩu. Lúc trước Ngân Cổ nói với bọn họ là, vì Ngân Lôi phá hoại huyết thống của bộ lạc, nên tộc nhân muốn giết bọn họ. Em biết rồi, đại ca. Hồ Kiều Kiều gật đầu, hiểu ý của Hồ Thanh Sơn. Anh ta đang nhắc nhở cô, tộc nhân của Ngân Thương có thể có mưu đồ. Bất kể bọn họ muốn làm gì, em cũng sẽ không để bọn họ đạt được mục đích, Hồ Kiều Kiều nói chắc nịch. Hôm nay là ngày nghỉ, mấy đứa nhỏ đang mò cá ở dưới sông. Hồ Kiều Kiều gọi riêng Ngân Thương về, ba người dẫn Ngân Thương đi thẳng đến cổng lớn.
mấy đứa nhỏ nhìn thấy Ngân Thương bị gọi đi, đều có chút kỳ lạ. Mương Mương gọi Ngân Thương đi làm gì? Sao không gọi chúng ta đi cùng? Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Long Nghiêu đầy vẻ khó hiểu. Mương Mương gọi riêng Ngân Thương đi, hẳn là có chuyện quan trọng. Long Linh Nhi ngồi bên bờ sông, đôi bàn chân nhỏ trắng như ngọc ngâm trong nước sông, nhìn về hướng Ngân Thương rời đi nói. Vì thời tiết quá nóng, thầy Lang cũng uể oải, không có tâm trạng dạy nó, hôm nay nó cũng nghỉ ngơi cùng mấy đứa nhỏ. Long Trung dùng hai tay múc một phốc nước, hắt về phía Long Nghiêu. Bắt cá của ngươi đi, Mương Mương không gọi ngươi tự nhiên là chuyện không liên quan đến ngươi, con nít lo chuyện bao đồng. Long Nghiêu bị hắt nước, lập tức phồng má cũng dùng tay múc nước hắt lại. Nếu Tiểu Ngũ muốn biết, đợi Mương Mương và Ngân Thương trở về hỏi bọn họ là được rồi. Khuôn mặt già dặn của Long Dục lộ ra nụ cười ôn hòa, xoa xoa đầu nhỏ ướt sũng của Long Nghiêu. Long Nghiêu hừ một tiếng với Long Trung. Hai người lúc này mới ngừng chiến, lúc này, dưới sông đột nhiên truyền đến tiếng bốp 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 vỗ nước. Mấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn, liền thấy Long Tú ôm một con cá lớn còn dài hơn cánh tay. Con cá lớn kia sức lực kinh người, không ngừng vẫy đuôi vùng vẫy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi cánh tay nhỏ bé của Long Tú. Nhưng Long Tú lại mặt không đổi sắc, con cá lớn trong tay chỉ có thể vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát ra được. Được lắm, nhị ca, huynh vậy mà nhân lúc chúng ta không chú ý, bắt được một con cá lớn như vậy, huynh quá đáng lắm. Long Trung lập tức kêu la tức giận. Nói là cùng nhau bắt cá, huynh ấy lại lén lút ra tay. Thật đáng ghét. Nhìn thấy Long Trung không vui, Long Nghiêu liền vui vẻ. Vỗ tay khen ngợi, nhị ca giỏi quá, bắt được một con cá lớn như vậy. Long Linh Nhi nhìn thấy Long Nghiêu lập tức bị thu hút sự chú ý, mỉm cười ngọt ngào, lén lút giơ ngón tay cái với Long Tú. Vẫn là nhị ca có cách nhất, trên đường đi, Hồ Kiều Kiều kể lại những lời của Hồ Thanh Sơn cho Ngân Thương nghe. Nghe nói tộc nhân của mình muốn đến tìm mình, trong đôi mắt sâu thẳm của Ngân Thương lóe lên một tia hận ý. Từ nhỏ nó đã nghe ca ca kể lại đám thú nhân kia đã giết cha mẹ, truy sát bọn họ như thế nào. Nó hiểu rõ hơn ai hết, mục đích đám thú nhân kia tìm mình. Trong lúc oán hận, nó lại không khỏi có chút lo lắng. Không ngờ đám thú nhân kia lại tìm đến đây, nó lại gây thêm phiền phức cho dì Kiều Kiều. Dì Kiều Kiều dẫn nó đến đây là chê nó gây thêm phiền phức, muốn vứt nó ra ngoài sao. Trong đầu Ngân Thương không khỏi hiện lên hình ảnh như vậy. Nó theo bản năng siết chặt hai tay, cắn môi. Cho dù bị vứt bỏ, nó cũng sẽ không oán trách nửa lời, chỉ là sau này sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Đúng lúc Ngân Thương đang tự ti suy nghĩ lung tung, giọng nói dịu dàng vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngân Thương, đừng sợ, dì sẽ không để bọn họ đưa con đi, con cứ làm theo ý mình, dì đều ủng hộ con. Bàn tay trắng nõn của Hồ Kiều Kiều nhẹ nhàng đặt lên vai Ngân Thương. Cô biết Ngân Thương sẽ suy nghĩ nhiều, liền dịu dàng giải thích. Hôm nay dì dẫn con đến đây, chỉ là muốn con xác nhận xem bọn họ có phải là tộc nhân của con hay không. Giữa thú nhân cùng bộ lạc có sự ràng buộc huyết thống. Giống như bộ lạc hiếm có như Ngân Thương, huyết thống thuần khiết, cảm ứng giữa tộc nhân sẽ càng sâu sắc hơn. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay của Ngân Thương lúc này mới từ từ buông lỏng. Dì Kiều Kiều, cảm ơn dì. Nó cúi đầu, cảm nhận được hơi ấm từ vai truyền đến, giọng nói khàn khàn. Long Mặc liếc nhìn bàn tay Hồ Kiều Kiều đặt trên vai Ngân Thương. Vươn tay, nắm lấy tay Hồ Kiều Kiều, tay còn lại cũng vỗ vai Ngân Thương. Nếu con đã ở nhà ta, chính là con của Kiều Kiều, ta sẽ bảo vệ con. Nếu không nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta, thì trông giống như một người lớn tuổi hiền lành. Ngay cả lời quan tâm cũng khiến Hồ Thanh Sơn và Hồ Kiều Kiều cảm động. Không ngờ, Long Mặc còn có mặt chu đáo như vậy. Chỉ có sắc mặt Ngân Thương trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, thật sự không dám động đậy. Lực đạo của bàn tay to lớn kia suýt chút nữa đã bóp nát bả vai nó. Lúc mấy người nói chuyện, đã đứng dưới tường rào. Hồ Kiều Kiều không định nói chuyện xã giao với đối phương, trực tiếp lên tường rào, căn bản không có ý định mở cổng lớn. Đến rồi, trưởng lão, bọn họ đến rồi. Trưởng lão Bạch Phi sắp bị nóng đến chết ngất, nghe thấy âm thanh, vội vàng đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt một cách lung tung, ngẩng đầu nhìn lên tường rào. Đứng ở phía trước là một giống cái xinh đẹp và một con non. Trưởng lão Bạch Phi vừa nhìn thấy con non, liền không rời mắt được. Miệng không ngừng cảm thán. Giống, thật sự là quá giống. Con non này trông giống hệt Ngân Lôi lúc nhỏ. Nó chính là con của Ngân Lôi. Trưởng lão Bạch Phi không cần hỏi, cũng có thể khẳng định. Trên đời chỉ có cha con mới có thể giống nhau như vậy. Chưa đợi Hồ Kiều Kiều lên tiếng, ông ta đã kích động nói với Ngân Thương. Nhóc con, ta là trưởng lão của bộ lạc Bạch Phi, là tộc nhân của con. Ta đến đón con, mau xuống đây. Ta đưa con về đoàn tụ với tộc nhân. Con non này tuổi còn nhỏ, quả nhiên giống như Ngân Tuyết nói, là con út của Ngân Lôi. Nó vừa sinh ra Ngân Lôi đã chết,
nhất định không biết chuyện của bộ lạc. Lúc này dễ lừa gạt nhất. Trưởng lão Bạch Phi tự tin, đã dự đoán được cảnh tượng có được máu huyễn thú. Ngân Thương lại không hề lay động, mặt không chút cảm xúc nhìn trưởng lão Bạch Phi bên dưới. Cảm giác liên kết huyết thống từ sâu trong lòng ập đến, nó gần như có thể khẳng định, đây chính là một trong những hung thủ giết cha mẹ, hại chết ca ca. Hận ý trong mắt cuồn cuộn như sóng thần. Nó nhìn chằm chằm vào trưởng lão Bạch Phi như từng con dao sắc nhọn, hận không thể cắt từng miếng thịt của trưởng lão Bạch Phi ra. Hồ Kiều Kiều nhìn thấy vẻ mặt kích động của trưởng lão Bạch Phi, như thể nhìn thấy người quen cũ, liền biết ông ta không nói dối. Bọn họ quả thật chính là tộc nhân của Ngân Thương. Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng đang run rẩy của Ngân Thương, dịu dàng nói, không sao, đừng sợ, chúng ta sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Trưởng lão Bạch Phi không hề phát hiện ra sự khác thường của Ngân Thương, chỉ cho rằng nó nhát gan, không dám nói chuyện. Tiếp tục tự biên tự diễn hỏi, con có phải còn một người anh trai, tên là Ngân Cổ, Ngân Cổ đâu? Mau gọi nó ra đây, ta đưa hai đứa về nhà. Hai đứa chúng nó đều có huyết thống của tộc huyễn thú. Ông ta không muốn lãng phí một ai. Trưởng lão Bạch Phi vừa hỏi, vừa thò đầu ra sau Ngân Thương nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái, không tìm thấy khuôn mặt giống Ngân Lôi, ngược lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm. Đôi mắt đó như vừa mới ra khỏi đầm lạnh, khiến lòng bàn chân ông ta lạnh buốt, giống như có một con quái vật vực sâu đang nhìn chằm chằm vào ông ta vậy. Trưởng lão Bạch Phi theo bản năng lùi lại hai bước, âm thanh cũng đột ngột im bặt. Đợi ông ta lùi xong, mới chợt bừng tỉnh. Khoảng cách giữa bọn họ xa như vậy, ông ta sợ cái gì? Nhưng trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt của giống đực này thật đáng sợ, như thể đang xé toạc ra thịt của ông ta đầy máu me, thật kỳ lạ. Ca ca của con, đã chết rồi, Ngân Thương nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy căm phẫn. Chết rồi, nghe được lời của Ngân Thương, trưởng lão Bạch Phi sững sờ. Đó chính là con non có huyết thống huyễn thú. Vậy mà đã chết, vậy máu huyễn thú mà ông ta có thể lấy được đã giảm đi một nửa. Trên mặt trưởng lão Bạch Phi đầy tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giả vờ quan tâm hỏi. Anh trai con chết như thế nào? Thật đáng tiếc, ta nên tìm hai đứa sớm hơn. Nếu bây giờ con chỉ có một mình, vậy thì mau ra đây, đi theo ta về gặp tộc nhân đi. Tuy anh trai và cha mẹ con không còn nữa, nhưng con còn có người thân, cô ruột con vẫn còn. Ông ta muốn dụ dỗ Ngân Thương tự mình ra ngoài. Nếu Ngân Cổ đã chết, vậy con non này càng không biết chuyện năm đó. Chỉ cần Ngân Thương tự mình ra ngoài, thú nhân của bộ lạc này cũng không tiện nói gì. Cô ruột, Ngân Thương khựng lại, bây giờ cô ấy ở đâu? Nó nghe ca ca nói, cha có một người em gái, vẫn luôn ở bộ lạc Bạch Phi. Đối với người cô ruột này, tuy Ngân Thương không có tình cảm, nhưng bà ấy là người thân duy nhất còn sống có quan hệ huyết thống với nó trên đời này. Nhìn thấy Ngân Thương vẫn luôn không phản ứng lại hỏi đến Ngân Tuyết, trong mắt trưởng lão Bạch Phi lóe lên một tia sáng. Hóa ra người thân mới có tác dụng với con non này. Cô ruột con á, bây giờ cô ấy đang ở khu cắm trại của chúng ta, con ra ngoài ta sẽ đưa con về gặp cô ấy. Nhiều năm như vậy, cô ruột con vẫn luôn tìm kiếm con, nếu cô ấy biết tìm được con nhất định sẽ rất vui. Nói dối không cần nháp. Nghe được lời của trưởng lão Bạch Phi, trong lòng Ngân Thương có chút xúc động. Tộc nhân nó có thể mặc kệ, nhưng cô ruột là em gái ruột của cha. Bà ấy còn luôn tìm kiếm mình, chẳng lẽ là vì cô ruột nên tộc nhân mới đến tìm nó? Không phải vì muốn có được nửa dòng máu huyễn thú trong cơ thể nó. Trưởng lão Bạch Phi cố gắng làm ra vẻ mặt hiền từ, vẫy tay với Ngân Thương. Còn ngây ra đó làm gì, mau ra đây. Chỉ là ông ta không biết, bộ dạng sốt ruột của ông ta giống như mụ hoàng hậu độc ác dụ dỗ Bạch Tuyết ăn táo độc, ý đồ đã viết hết lên mặt. Trái tim vừa do dự của Ngân Thương lập tức bình tĩnh lại. Đám thú nhân này tham lam như vậy, sao có thể dễ dàng bị cô ruột thuyết phục, nhất định có gì đó mờ ám. Nó lạnh lùng nói, các người đã giết cha mẹ con, hại chết ca ca con, còn muốn con đi theo các người về, đừng mơ tưởng nữa. Nụ cười của trưởng lão Bạch Phi lập tức cứng đờ trên mặt. Con non này vậy mà biết những chuyện này. Chết tiệt, con của Ngân Lôi sao đứa nào cũng khó đối phó như hắn ta vậy. Ông ta cười gượng hai tiếng, rất nhanh đã nghĩ ra lý do, mỉm cười nói. Đó đều là hiểu lầm, chúng ta là thú nhân cùng một bộ lạc, sao có thể giết cha mẹ con chứ, là cha mẹ con nhất quyết muốn rời khỏi bộ lạc. Chúng ta ngăn cản không kịp, bị bọn họ lẻn ra ngoài. Đợi đến khi chúng ta tìm thấy hắn ta đã bị dã thú đánh trọng thương, không thể cứu chữa. Lúc đó tình huống nguy cấp, chúng ta không tìm thấy con và anh trai con. Những năm nay ta và cô ruột con vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm hai đứa. Ông ta nói đến mức xúc động, suýt chút nữa đã tự cảm động chính mình. Trưởng lão Bạch Phi thầm cười, một con non nhỏ xíu, có thể có tâm cơ gì,
chẳng phải là nghe người khác nói gì thì tin cái đó sao? Ở bộ lạc của người ngoài thì có thể sống tốt đẹp gì, bây giờ ông ta đến tìm nó về, nói không chừng trong lòng nó đang rất kích động. Nào ngờ, Ngân Thương nghe xong, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Thú nhân này đầy những điều vô nghĩ, nhất định là đến lừa nó. Cô ruột là giống cái, sống ở bộ lạc nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không cần nó phải lo lắng. Nó kiên quyết nói, con sẽ không đi theo ông về đâu. Ông nói với cô ruột, bây giờ con sống rất tốt, sau này cũng không cần đến tìm con nữa. Nó rất muốn báo thù cho cha mẹ, nhưng nó biết rõ, với năng lực hiện tại của nó, không chỉ không báo thù được, còn sẽ chết vô ích. Thậm chí còn gây thêm phiền phức cho dì Kiều Kiều và bộ lạc. Nó không muốn vì chuyện riêng của mình mà liên lụy đến dì Kiều Kiều và bộ lạc, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến khi nó mạnh mẽ hơn, sẽ tự mình quay về báo thù. Ngân Thương nói xong, liền nhìn Hồ Kiều Kiều, dì Kiều Kiều, con không đi, con muốn ở lại báo đáp ân tình của dì. Hồ Kiều Kiều mỉm cười, không cảm thấy kỳ lạ về quyết định của Ngân Thương. Trưởng lão Bạch Phi nghe vậy liền sốt ruột. Thằng nhóc ngốc này, sao lại khó dụ dỗ như vậy? Nó không đi theo ông ta về, vậy ông ta làm sao có được huyết thống huyễn thú? Trưởng lão Bạch Phi vẻ mặt không cam lòng, lo lắng nói. Con non ngốc nghếch này, đây đâu phải là bộ lạc của con không về thì làm gì? Người nhà của con đều không còn nữa, người thân duy nhất đang ở chỗ chúng ta. Ông ta còn muốn đánh vào tình cảm, lại bị Hồ Kiều Kiều cắt ngang. Ai nói nó không có người nhà? Hồ Kiều Kiều lạnh lùng nhìn trưởng lão Bạch Phi, chúng tôi chính là người nhà của nó, tất cả thú nhân trong bộ lạc đều là người nhà của nó. Nơi này chính là nhà của nó. Giọng nói trong trẻo của cô lại vang dội, khiến lòng người không khỏi chấn động. Trưởng lão Bạch Phi như bị vả mặt, thấy người nói chỉ là một giống cái, vừa xấu hổ vừa tức giận, lại tức giận quát. Cô tính là người nhà gì? Có chút quan hệ huyết thống nào với nó sao? Chỉ có thú nhân Bạch Phi chúng tôi mới là người nhà của nó. Chúng tôi mới là thú nhân thật lòng đối xử tốt với nó. Ông ta càng nói càng kích động, như thể như vậy sẽ khiến ông ta trông quan tâm đến Ngân Thương hơn. Ai biết các người giữ nó lại là đang có ý đồ xấu gì? Ta tìm con non của bộ lạc chúng ta về thì liên quan gì đến cô? Ta biết rồi, nhất định là cô uy hiếp nó, không cho nó về. Ta cảnh cáo cô, mau thả con non của bộ lạc chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Trưởng lão Bạch Phi biết không thể ra tay từ Ngân Thương được, liền hung dữ với Hồ Kiều Kiều, cố gắng khiến cô từ bỏ Ngân Thương. Nghe thấy trưởng lão Bạch Phi vu oan Hồ Kiều Kiều như vậy, trong mắt Ngân Thương lộ ra vẻ tức giận. Siết chặt nắm đấm, vừa định tức giận tiến lên, đã bị Hồ Kiều Kiều nhẹ nhàng ấn vai lại. Nó ngẩng đầu khó hiểu, liền thấy Hồ Kiều Kiều mỉm cười nhạt. Môi đỏ khẽ mở, giọng nói thản nhiên. Vậy thì vừa lúc, tôi cũng không định để các người rời đi như vậy. Cô vừa dứt lời, Long Mặc và Hồ Thanh Sơn bên cạnh liền tiến lên, đứng bên cạnh cô. Giống như hai kỵ sĩ oai phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thú nhân Bạch Phi bên dưới. Trưởng lão Bạch Phi giật mình, đột nhiên có một dự cảm không lành. Ấp úng hỏi, cô có ý gì? Ông ta vừa hỏi xong, Hồ Thanh Sơn liền giơ tay ra hiệu cho thú nhân canh gác bên cạnh. Giây tiếp theo, trưởng lão Bạch Phi liền nhìn thấy trên tường rào đột nhiên xuất hiện một hàng thú nhân chỉnh tề. Trong tay thú nhân cầm những thanh gỗ kỳ lạ, đang dùng mũi nhọn màu đen trên thanh gỗ đó nhắm vào trán bọn họ. Trưởng lão Bạch Phi lập tức lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Ông ta có dự cảm, thứ này không thể xem thường. Cô muốn làm gì? Tôi chỉ đến đòi con non của chúng tôi về. Cô không trả con non thì thôi, còn muốn tấn công chúng tôi. Trưởng lão Bạch Phi hoảng sợ, nhưng vẫn không quên tẩy não Ngân Thương. Con nhìn xem, một đám thú nhân hung hãn thô lỗ như vậy, con còn đi theo bọn họ làm gì? Cẩn thận sau này bọn họ giết cả con. Long Mặc sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn thú nhân đang cầm cung tên. Trưởng lão Bạch Phi còn chưa nói xong, vô số mũi tên đen nhánh đã bắn về phía bọn họ. Mũi tên đen dày đặc như mưa rơi, thú nhân Bạch Phi căn bản không có chỗ trốn. Trưởng lão Bạch Phi hoảng sợ, thú nhân Bạch Phi xung quanh cũng kêu la không ngừng. À, lũ thú nhân hung hãn vô lý các ngươi, chúng ta chỉ đến đòi con non, các ngươi là đồ cướp. Trưởng lão Bạch Phi tức giận nói. Lời vừa dứt, một mũi tên đen vèo một tiếng lướt qua má ông ta. Phập một tiếng, ghim vào cổ họng của một trưởng lão bên cạnh ông ta. Trưởng lão kia trợn to mắt, trong miệng không ngừng phun ra chất lỏng màu đỏ, phát ra tiếng phì phì. Rất nhanh đã bị âm thanh hỗn loạn xung quanh át đi, trưởng lão trúng tên bị thú nhân Bạch Phi xô ngã xuống đất, vô số bàn chân dẫm lên mặt ông ta, để lại những dấu chân lẫn lộn đất và máu. Cùng lúc đó còn có mấy thú nhân Bạch Phi ngã xuống. Thú nhân Bạch Phi lập tức như tổ ong bị chọc phá, chạy trốn điên cuồng, né tránh mũi tên. Chỉ là mưa tên bắn tới dày đặc, căn bản không có cơ hội né tránh.
trưởng lão Bạch Phi vẫn luôn kêu gào cũng hoảng sợ, trong lúc nguy cấp, trực tiếp kéo một thú nhân Bạch Phi trẻ tuổi làm bia đỡ đạn. Cuộn người sau lưng thú nhân, lùi về phía xa. Mấy thú nhân Bạch Phi nhìn thấy cảnh này, lập tức nảy sinh ý đồ độc ác. Cũng học theo trưởng lão Bạch Phi, lấy thân thể đồng bạn làm bia đỡ đạn. Cứ như vậy, bọn họ mới thoát khỏi mưa tên. Cung tên mà Hồ Thanh Lộ làm ra có tầm bắn xa đến 100 mét. Sau khi có mỏ sắt, cung tên càng được cải tiến, mũi tên đều được làm bằng sắt. Cung tên như vậy có sức xuyên thấu mạnh hơn, sát thương cũng lớn hơn. Cho dù là thú nhân có thân thể cường tráng đến đâu, dưới sức mạnh của thú nhân cũng có thể bị thương nặng. Đợi đến khi thú nhân Bạch Phi chạy thoát, tộc nhân của bọn họ đã chết quá nửa, thú nhân may mắn sống sót cũng có không ít người trúng tên. Thật đáng sợ, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì, ta chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy. Trưởng lão, tộc nhân chúng ta mang đến đều đã chết, chỉ chạy thoát được mười mấy người. Thú nhân của bộ lạc này sao lại hung ác như vậy, bọn họ quá đáng quá, cướp con non của chúng ta còn giết tộc nhân của chúng ta. Thú nhân Bạch Phi chạy thoát đều máu me đầy người, chật vật không chịu nổi. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn khỏi sự kinh hãi, nhao nhao nhìn trưởng lão tố cáo. Bên cạnh bọn họ còn không ít thi thể, đã bị tên bắn thành nhím, cũng không phân biệt được máu trên người bọn họ là của mình hay của người khác. Nghe tiếng ồn ào của mọi người, trưởng lão Bạch Phi một lúc lâu mới hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch. Nhớ đến lời ông ta đã nói với bạn đời của Ngân Tuyết trước đó, đứng xa một chút sẽ không bị ném trúng, liền cảm thấy có mấy cái tát vỗ vào mặt mình. Đã đúng là không ném trúng, nhưng ai ngờ đối phương lại có vũ khí đáng sợ như vậy. Không cần đến gần cũng có thể giết chết bọn họ. Thật sự còn đáng sợ hơn cả yêu tinh cướp hồn phách trong rừng U Hồn. Bạn đời của Ngân Tuyết đâu? Gọi hắn ta đến đây cho ta. Trưởng lão Bạch Phi tức giận, muốn mắng hắn ta một trận, không nói trước cho ông ta biết những chuyện này. Nhưng đợi mãi, cũng không thấy người đến. Lúc này thú nhân Bạch Phi yếu ớt nói. Trưởng lão, bạn đời của Ngân Tuyết không chạy thoát, hắn ta đã bị thứ đó bắn chết. Nói xong, thú nhân Bạch Phi lại cẩn thận bổ sung. Còn có mấy trưởng lão khác, bọn họ cũng không chạy thoát. Bộ lạc Bạch Phi tổng cộng có 4 trưởng lão, mấy người khác đều lấy ông ta làm đầu, lần này đều đến đây, vậy mà chỉ có một mình ông ta sống sót trở về. Trưởng lão Bạch Phi không có chỗ chút giận, tức giận đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Quạ, quạ quạ. Con quạ trên cây bị kinh động, vỗ cánh bay đi, phát ra mấy tiếng kêu chói tai. Trong khu rừng rậm rạp, đầy mùi máu tanh, thi thể la liệt, có chút âm u. Lũ thú nhân đáng chết này, đợi chúng ta có được huyết thống huyễn thú, nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Sắc mặt trưởng lão Bạch Phi xanh mét như bôi một lớp nhựa đường. Trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thú nhân Bạch Phi phía sau lo lắng hỏi. Nhìn thi thể la liệt trên mặt đất, trưởng lão Bạch Phi nghiến răng nghiến lợi nói, trước tiên quay về khu cắm trại. Nếu không phải vì Ngân Tuyết, hôm nay cũng sẽ không chết nhiều tộc nhân như vậy. Tuy giống cái quý giá, nhưng vào thời khắc cấp bách này, còn không bằng mấy chục giống được cường tráng hữu dụng. Nghĩ đến việc vì tin tức của Ngân Tuyết mà khiến bộ lạc bọn họ tổn thất nhiều giống được như vậy, trong mắt trưởng lão Bạch Phi dâng lên lửa giận. Ông ta dẫn theo những tộc nhân còn lại tức giận trở về khu cắm trại. Trong khu cắm trại, Ngân Tuyết đang được hai bạn đời hầu hạ, bôi thuốc thảo dược lên mặt. Vết thương trên mặt cô ta tuy đã đóng vảy, nhưng vì thời tiết quá nóng, lại không được rửa sạch kịp thời, đã bị viêm nhiễm mưng mủ. Bây giờ lại bôi thuốc nước màu xanh lá cây, trên khuôn mặt vốn đã đen nhẻm lại thêm đen thêm xanh, trông giống như người rừng nguyên thủy. Gì, nhẹ một chút, anh muốn mặt tôi thối giữa sao? Bạn đời mỗi lần chạm vào, đều bị Ngân Tuyết oán trách và mắng chửi. Hai bạn đời đều nhịn khí, nuốt giận, bọn họ quen cam chịu, bị mắng cũng sẽ không phản bác. Ngân Tuyết đang định nổi giận, đột nhiên nghe thấy thú nhân bên cạnh kêu lên. Trưởng lão bọn họ trở về rồi. Ngân Tuyết mừng rỡ, đứng dậy, đẩy bạn đời ra. Không cần bôi nữa, tôi đi gặp trưởng lão. Cô ta nói xong, liền chạy về phía trưởng lão trở về. Ngân Tuyết vẫn chìm đắm trong niềm vui sắp trở thành vợ tộc trưởng, không nhận ra sự khác thường của trưởng lão và các thú nhân khác. Vừa dừng lại, liền sốt ruột hỏi. Trưởng lão, thế nào? Bắt được tên con hoang đó. À, Ngân Tuyết còn chưa nói xong, đã bị đánh một cái tát thật mạnh. Cả người cô ta bị hất văng xuống đất, vết thương vốn đã mưng mủ, bây giờ mủ và máu cùng chảy ra, giống như một hỗn hợp kinh tởm nào đó. Thú nhân trong khu cắm trại cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Nhất thời đều ngừng ồn ào, yên lặng nhìn trưởng lão Bạch Phi và Ngân Tuyết. Ngân Tuyết che mặt, trong đôi mắt mở to đầy kinh hãi và khó tin. Trưởng lão, sao ngài lại đánh tôi? Tôi làm sai chuyện gì? Cô còn mặt mũi mà hỏi. Vì cô, hôm nay bộ lạc tổn thất hơn 30 giống đực, bọn họ đều bị cô hại chết. Trưởng lão Bạch Phi đổ hết trách nhiệm lên người Ngân Tuyết,
giọng nói tức giận. Lần này là do ông ta dẫn đội đi bắt con non, chết nhiều tộc nhân như vậy, ông ta phải cho tộc nhân và tộc trưởng một lời giải thích. Mà Ngân Tuyết chính là con dê tế thần tốt nhất. Ông ta sẽ không nhận hết trách nhiệm về mình. Ngân Tuyết vẻ mặt khó hiểu. Trưởng lão, tôi không làm gì cả. Ngài đang nói gì? Bộ lạc đó có vũ khí nguy hiểm như vậy. Sao cô không nói cho ta biết trước? Muốn chúng ta đi chịu chết, ta thấy cô chính là cố ý. Trưởng lão Bạch Phi sắc mặt âm trầm, chỉ vào Ngân Tuyết quát lớn. Tôi không có, trưởng lão, tôi cái gì cũng không biết. Nhìn thấy trưởng lão thay đổi 180 độ so với hôm qua, Ngân Tuyết hoảng sợ. Ngân Tuyết bất an, vội vàng giơ hai ngón tay lên, cam đoan. Mọi thứ của cô ta bây giờ đều là do trưởng lão ban cho sau khi cô ta tố cáo. Nếu đắc tội với trưởng lão, vậy địa vị của cô ta sau này sẽ tụt dốc không phanh. Cô ta còn muốn giải thích, lại bị trưởng lão Bạch Phi lạnh lùng cắt ngang. Dẫn cô ta xuống cho ta, mấy ngày nay không được cho cô ta uống một giọt nước nào. Ta muốn trừng phạt cô ta vì những tộc nhân đã chết. Ông ta nói năng hùng hồn, nghiêm khắc, như thể thật sự đang tức giận vì tộc nhân chết oan. Thực ra, chỉ có bản thân ông ta biết. Ông ta chỉ tức giận vì lần này không thể đưa Ngân Thương về. Mà Ngân Tuyết chỉ là công cụ để ông ta đổ lỗi. Ngân Tuyết bị hai thú nhân Bạch Phi kéo dậy. Thú nhân trong bộ lạc đều nghe lời tộc trưởng và trưởng lão. Tộc trưởng không có ở đây, bọn họ phải chấp hành mệnh lệnh của trưởng lão. Hai bạn đời của cô ta hoảng sợ, ném thảo dược trên tay xuống, muốn đi cứu cô ta. Lại bị mấy thú nhân Bạch Phi ngăn cản. Đây là mệnh lệnh của trưởng lão, chẳng lẽ hai người muốn chống đối? Hai bạn đời vẻ mặt lo lắng, tuy Ngân Tuyết đối xử với bọn họ không tốt, nhưng cô ta là bạn đời duy nhất của bọn họ. Nhưng cô ấy là giống cái, thời tiết nóng nực như vậy, mấy ngày không uống nước sẽ chết mất. Trưởng lão, tha cho Tuyết Nhi lần này đi, chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết. Hai bạn đời còn muốn cầu xin cho Ngân Tuyết. Nhưng lần này trưởng lão Bạch Phi lại nghiêm khắc, lạnh lùng nói. Ta suýt quên mất, hai người hôm qua cũng đi cùng, đã như vậy, dẫn hai người bọn họ xuống cùng luôn đi. Nếu tộc trưởng trở về trách tội, lại không nỡ trừng phạt giống cái, còn có hai giống đực này để chút giận. Đến lúc đó sẽ không giận chó đánh mèo ông ta. Thú nhân Bạch Phi cũng vì lời nói của trưởng lão mà cho rằng Ngân Tuyết hại chết tộc nhân. Không nói hai lời, liền tức giận kéo cô ta và hai bạn đời đi xuống. Các thú nhân khác biết trưởng lão lúc này đang không vui, cũng không dám lên tiếng làm phiền, tản ra nghỉ ngơi. Bọn họ còn chưa biết phải chạy trốn bao lâu, phải dưỡng tinh thần cho tốt, nếu không có thể sống sót an xuống hay không vẫn là một vấn đề. Xung quanh yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến việc lần này không thể đưa con non của Ngân Lôi về, sắc mặt trưởng lão Bạch Phi cũng trầm xuống. Con non của Ngân Lôi tuyệt đối không thể ở lại bộ lạc đó. Nếu để bọn họ biết bí mật trên người con non, bọn họ càng không thể trả con non lại. Ông ta phải nghĩ cách khác, dù thế nào, cũng phải đưa con non của Ngân Lôi về. Đó là của bộ lạc Bạch Phi bọn họ. Chỉ là trước mắt quan trọng hơn, chính là giải quyết vấn đề sinh tồn của bộ lạc. Bây giờ chỉ dựa vào bản thân bọn họ, không thể sống sót trong khu rừng này, tộc nhân sống sót sẽ ngày càng ít. Thú nhân trong bộ lạc vốn đã không nhiều, cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ tuyệt chủng. Trưởng lão, tộc trưởng trở về rồi. Đúng lúc trưởng lão đang cau mày, một thú nhân Bạch Phi trẻ tuổi chạy tới hưng phấn. Nghe vậy, trên mặt trưởng lão đầy sầu lo lập tức vui mừng. Thật sao? Ông ta vội vàng đi theo thú nhân trẻ tuổi đến vùng ngoại ô khu cắm trại. Đã có không ít thú nhân vây quanh khu cắm trại, lúc trưởng lão đến gần, những thú nhân đó tự giác nhường đường. Trưởng lão loạng choạng bước tới. Đứng ở ngoài khu cắm trại là một giống đực trẻ tuổi hơn 20. Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, cơ bắp trên nửa người trần trụi cuồn cuộn, làn da rám nắng khiến khuôn mặt non nớt của hắn ta thêm chín chắn. Phía sau hắn ta còn có mấy giống đực lớn tuổi hơn, khoảng 30-40 tuổi, đều ăn mặc giống như hắn ta, dáng người cao lớn, vừa nhìn là biết là thú nhân thực lực cường hãn. Bên cạnh chân bọn họ còn chất đống mấy con thú săn lớn. Một con trâu đen, một con báo, còn có một con gấu nâu lớn. Còn có một ít trái cây rải rác. Tuy số thú săn này căn bản không đủ cho thú nhân trong bộ lạc ăn no, nhưng thú nhân đã đói bụng từ lâu nhìn thấy thức ăn, hai mắt đều sáng lên. Như thể chỉ cần có một miếng ăn, bọn họ liền có thể sống tiếp. Thú nhân cao lớn phía sau giống được trẻ tuổi khiêng thú săn xuống, phân phát cho thú nhân trong khu cắm trại. Vừa dặn dò xong, trưởng lão Bạch Phi đã rưng rưng nước mắt đi tới, giọng nói khoa trương. Tộc trưởng, cậu rốt cuộc cũng trở về rồi. Nhìn thấy trên người trưởng lão Bạch Phi đầy vết thương, da thú cũng bị rách, đôi mắt đen sắc bén của Ngân Tang nheo lại, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt quan tâm. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông lại ra nông nỗi này? Hắn ta rõ ràng nhận ra thú nhân trong khu cắm trại ít đi rất nhiều,
còn có không ít thú nhân trên người cũng có thêm vết thương, không khí càng thêm nặng nề. Nghe thấy câu hỏi của Ngân Tang, tiếng khóc than của trưởng lão càng lớn hơn. Ông ta trực tiếp kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Ngân Tang nghe. Đổ hết mọi tội lỗi lên người Ngân Tuyết, bản thân thì sạch sẽ không dính một hạt bụi. Nghe xong lời oán trách của trưởng lão, trên khuôn mặt nghiêm túc của Ngân Tang lộ ra một tia đau buồn. Sao ta mới rời đi một ngày, đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Trưởng lão, ông cũng đừng quá đau lòng, vì tộc nhân còn sống, chúng ta phải kiên cường. Hắn ta an ủi trưởng lão mấy câu bằng giọng nói nặng nề. Thấy Ngân Tang không có ý trách móc mình, cũng không nói hình phạt ông ta dành cho Ngân Tuyết là không tốt, trái tim treo lơ lửng của trưởng lão lúc này mới hạ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mà tộc trưởng còn trẻ, đầu óc đơn giản, không nhìn ra vấn đề. Dỗ dành tộc trưởng xong, trưởng lão Bạch Phi lại tiếp tục hỏi. Tộc trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Con non của Ngân Lôi chính là có huyết thống huyễn thú, không thể để nó lưu lạc bên ngoài. Nếu tộc trưởng đích thân ra mặt, có lẽ có thể trực tiếp cướp con non của Ngân Lôi từ tay đối phương. Nói không chừng còn có thể trực tiếp chiếm lấy bộ lạc đó. Trưởng lão đương nhiên hy vọng Ngân Tang sớm ra tay, như vậy ông ta có thể hưởng phúc, còn có thể chia được một chút huyết thống huyễn thú. Ba trưởng lão khác đều đã chết, cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất huyết thống huyễn thú này sẽ ít hơn mấy thú nhân tranh giành với ông ta, không phải sao? Trưởng lão tính toán kỹ càng, nào ngờ, Ngân Tang lại trực tiếp lắc đầu. Con non của Ngân Lôi cứ để nó ở bộ lạc đó trước đi, ta đã đi dò xét xung quanh rồi, gần đây ngoài bộ lạc Hồ Nguyệt và bộ lạc mà các người nói thì không còn bộ lạc nào khác. Nhưng chúng ta đã đắc tội triệt để với bộ lạc đó, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận chúng ta. Trưởng lão Bạch Phi chỉ muốn đến bộ lạc Phong Thu, ông ta tự cho rằng huyết thống của thú nhân bộ lạc Bạch Phi cao quý hiếm có, là trời sinh cao hơn các thú nhân khác một bậc. Cho dù là gia nhập bộ lạc, cũng nhất định phải chọn một bộ lạc tốt nhất mới xứng với bọn họ. Bộ lạc Hồ Nguyệt vẫn đang xây dựng, bên trong đều là những thú nhân nghèo khổ, thậm chí ngay cả một giống cái cũng không có, loại bộ lạc nghèo nàn này bọn họ không coi trọng. Lúc trước đi ngang qua bộ lạc Hồ Nguyệt, bọn họ không lựa chọn ở lại, một là vì bộ lạc Hồ Nguyệt chưa xây dựng xong, hai là vì an toàn và sinh tồn của bộ lạc như vậy đều là vấn đề, nghĩ đến cho dù gia nhập, cuộc sống sau này cũng sẽ không giàu có. Bọn họ lúc này mới chọn tiếp tục đi về phía nam, tìm kiếm bộ lạc giàu có hơn. Ta đã quyết định rồi, chúng ta đến bộ lạc Hồ Nguyệt, Ngân Tang kiên định nói. Nhưng bộ lạc Hồ Nguyệt tồi tàn như vậy. Trưởng lão Bạch Phi theo bản năng muốn từ chối, liền nghe thấy Ngân Tang tiếp tục nói. Lúc đi săn, ta đã phái một thú nhân quay về dò la. Thú nhân của bộ lạc Hồ Nguyệt nói, ở đây có một bộ lạc Phong Thu, bọn họ đều đến từ bộ lạc đó. Nghĩ đến bộ lạc mà các người đắc tội, hẳn là bộ lạc Phong Thu rồi. Hai bộ lạc này đã cùng một phe, bộ lạc Phong Thu hùng mạnh như vậy, bộ lạc Hồ Nguyệt hẳn cũng sẽ không kém. Ngân Tang nói xong, giọng nói dừng lại một chút. Quay đầu nhìn thú nhân Bạch Phi xung quanh, bọn họ từng người đều mặc quần áo rách rưới, mặt vàng ốm yếu, trông như nửa cái mạng sắp chôn xuống đất. Như vậy, bọn họ cũng đã là may mắn. Ta còn có thể tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm bộ lạc, nhưng mọi người đều không đi nổi nữa. Trước mắt quan trọng nhất là an những tộc nhân còn sống trước. Ngân Tang đã nói như vậy, trưởng lão tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là nghĩ đến việc không thể đưa con non của Ngân Lôi về, ông ta có chút không cam lòng. Tộc trưởng, vậy con non đó? Ngân Tang không hề liếc mắt, nghiêm mặt nói, bọn họ đã không chịu thả con non ra, chúng ta cũng không thể cướp được. Giọng nói của hắn ta vô cùng bình tĩnh, không có chút tiếc nuối nào. Nói xong, trên khuôn mặt ngay thẳng lại lóe lên vẻ như cú vọ, giọng nói đột nhiên lạnh lùng. Đã hai bộ lạc cùng một phe, đợi gia nhập bộ lạc Hồ Nguyệt, còn sợ không có cơ hội đến bộ lạc Phong Thu đòi lại con non sao? Lúc Ngân Tang nói chuyện, đôi mắt đen nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên tia tham lam, huyết thống huyễn thú, đây chính là thứ tốt. Lúc trước nếu hắn ta không có được thi thể của giống cái huyễn thú kia, e là sẽ không dễ dàng ngồi vững trên vị trí tộc trưởng như vậy. Nếu có thể có được một con non huyết thống huyễn thú, nuôi nó mãi, liền có thể cung cấp máu liên tục, hắn ta sẽ trở thành thú nhân mạnh nhất đại lục này. Vì chênh lệch chiều cao, trưởng lão không nhìn thấy vẻ mặt gần như điên cuồng trên khuôn mặt tham lam của hắn ta. Nghe được lời của Ngân Tang, trưởng lão yên tâm không ít. Chỉ cần có thể lấy được huyết thống huyễn thú, ông ta liền yên tâm. Khu cắm trại có thú săn, rất nhanh liền nhóm lửa chia nhau ăn. Mấy chục thú nhân như sói đói, chia nhau 3 con thú săn và một ít trái cây, bình quân mỗi thú nhân cũng chỉ có thể lót dạ, vừa mới nếm thử hương vị đã hết. Vì vậy, bọn họ cũng không dám oán trách, dù sao thú săn này là do tộc trưởng tự mình đi săn, bọn họ không có năng lực săn thú, làm sao dám chê ít. Ăn cho đỡ đói, thú nhân Bạch Phi lại đến bờ sông uống một bụng nước,
giả vờ như mình đã ăn no. Nghỉ ngơi xong, Ngân Tang liền dẫn đội ngũ đến bộ lạc Hồ Nguyệt, bên kia, trong bộ lạc. Sau khi thú nhân Bạch Phi bị đuổi đi, Hồ Thanh Sơn bảo thuộc hạ mở cổng lớn, dọn dẹp bãi chiến trường bên ngoài. Bây giờ là mùa hè, thi thể phải được xử lý kịp thời, nếu không chất đống ở ngoài cổng lớn rất nhanh sẽ thối rữa sinh ròi, sẽ thu hút dã thú, nói không chừng còn gây ra dịch bệnh. Tuy thú nhân không hiểu kiến thức y học, nhưng những thứ bọn họ biết đều là bài học xương máu mà thú nhân đời này qua đời khác để lại. Bất kể xuất phát từ phương diện nào, thi thể đều không thể đặt ở gần bộ lạc. Nhìn những thi thể vừa rồi còn tự xưng là tộc nhân của mình ở bên ngoài, Ngân Thương tâm trạng phức tạp. Nó tiến lên mấy bước, muốn đi theo giúp đỡ, lại bị Hồ Thanh Sơn ngăn cản, con là con nít, đừng đến đó, cùng tiểu muội về nhà đi, những chuyện này cứ để chúng ta làm là được rồi. Ngân Thương là do Hồ Kiều Kiều nuôi, Hồ Thanh Sơn cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối xử với nó cũng như đối xử với con cháu trong nhà. Nhìn thú nhân bận rộn bên ngoài, trời nắng nóng như vậy còn phải phơi nắng xử lý thi thể, Ngân Thương có chút tự trách. Nếu không phải vì nó, bọn họ cũng không cần vất vả như vậy. Xin lỗi, dì Kiều Kiều, chú Thanh Sơn, con gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Ngân Thương cúi đầu, áy náy nói. Đều là người một nhà, có gì mà phiền phức với không phiền phức. Hồ Thanh Sơn vỗ vai nó, ra hiệu cho nó đừng suy nghĩ nhiều. Anh ta nhìn ra được, tuy ngày thường thằng nhóc này ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm rất nhạy cảm yếu đuối, làm việc đều rất cẩn thận, không bao giờ gây thêm phiền phức cho tiểu muội. Một con non hiểu chuyện như vậy, Hồ Thanh Sơn không khỏi có chút thương hại nó. Hồ Thanh Sơn nói xong, nhìn Hồ Kiều Kiều và Long Mặc, ôn hòa nói. Hai người về trước đi, lát nữa ta dẫn người đi tuần tra xung quanh một vòng, xem bọn họ có thật sự rời đi hay chưa. Đám thú nhân Bạch Phi này là mối đe dọa đối với bộ lạc, tự nhiên không thể để bọn họ ở lại gần bộ lạc. Được, đại ca, vậy làm phiền anh rồi. Hồ Kiều Kiều gật đầu, cô cũng cảm thấy không thể để lại nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu Hồ Thanh Sơn không nói, cô cũng sẽ cùng Long Mặc đích thân đi một chuyến. Lúc này Ngân Thương cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến đám thú nhân Bạch Phi tham lam vô độ kia e là sẽ không bỏ qua, không khỏi lại lo lắng cho bộ lạc. Nó do dự nhìn Hồ Kiều Kiều, chậm rãi thở ra một hơi, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, nhỏ giọng nói. Dì Kiều Kiều, hay là để con rời đi đi, chỉ cần con rời khỏi bộ lạc, bọn họ sẽ không quay lại gây phiền phức cho bộ lạc nữa. Nó ở lại đây, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của bộ lạc. Dì Kiều Kiều đã giúp nó nhiều như vậy, nó không thể để dì ấy lo lắng thêm nữa. Hồ Kiều Kiều không ngờ Ngân Thương lại đột nhiên nói như vậy. Cô biết Ngân Thương là một con non hiểu chuyện, không muốn liên lụy đến bộ lạc, còn chưa kịp an ủi, liền nghe thấy âm thanh thở hổn hển phía sau. Ai muốn rời đi? Con là con nít, muốn rời đi thì đi đâu? Tộc trưởng vừa bận việc trồng trọt ở ngoài đồng, biết được tin tức ở đây, liền lập tức chạy tới. Ông ta vừa thở hổn hển, vừa đi đến bên cạnh Hồ Kiều Kiều, trừng mắt nhìn Ngân Thương. Trên khuôn mặt hiền từ hiếm khi xuất hiện vẻ tức giận. Con là con non của bộ lạc phong thu chúng ta, không có sự cho phép của ta, con không được đi đâu hết, cứ ngoan ngoãn ở lại bộ lạc cho ta. Giọng nói của ông ta già nua và nghiêm khắc, giống như một giáo viên già bị chạm đến điểm mấu chốt, tức giận nói. Tộc trưởng, Hồ Kiều Kiều có chút ngạc nhiên nhìn tộc trưởng, thấy ông ta vì chạy quá nhanh, mặt đỏ bừng, giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu vì kiệt sức, vội vàng đỡ ông ta. Chuyện vừa rồi ta đã biết, Ngân Thương là con non của bộ lạc chúng ta không cho phép nó rời đi, các người cũng không được phép để nó rời đi, tộc trưởng kiên định nói. Ngày thường ông ta rất dễ nói chuyện, nhưng một khi liên quan đến bộ lạc và tộc nhân, ông ta tuyệt đối không thể nhượng bộ. Bảo ông ta hy sinh một con non không có lỗi lầm gì vì bộ lạc, xin lỗi, ông ta làm không được. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của tộc trưởng, Ngân Thương cảm động trong lòng. Hồ Kiều Kiều an ủi. Tộc trưởng, con không định để Ngân Thương rời đi, ngài yên tâm đi, nó là con non của nhà con nhất định sẽ bảo vệ nó. Long Mặc cũng trầm giọng nói, bộ lạc lớn như vậy, còn không bảo vệ nổi một con non, bọn họ dám đến, liền cho bọn họ có đi không có về. Long Mặc nói năng nhẹ nhàng, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt lại khiến người ta không nghi ngờ chút nào về tính chân thực trong lời nói của hắn. Lời vừa nói ra, tộc trưởng là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Long Mặc nói đúng. Ông ta nhìn Ngân Thương, cố ý nghiêm mặt nói. Kiều Kiều bỏ ra nhiều vật tư và tâm sức nuôi con lâu như vậy, con còn chưa báo đáp cô ấy cho tốt, đã muốn đi, không có cửa đâu, ngoan ngoãn ở lại bộ lạc cho ta. Ông ta chưa từng thấy con non nào ngốc nghếch như vậy. Ngân Thương cảm động trong lòng, biết tộc trưởng là vì muốn tốt cho nó, mới cố ý nói như vậy. Nó nhìn Hồ Kiều Kiều và Long Mặc, Hồ Kiều Kiều mỉm cười gật đầu với nó lúc này mới không đề cập đến chuyện rời khỏi bộ lạc nữa. Chỉ siết chặt nắm đấm, nghiêm túc nói. Tộc trưởng,
con sẽ báo đáp dì Kiều Kiều thật tốt, báo đáp bộ lạc. Vậy mới đúng, tộc trưởng hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận cuối cùng cũng dịu đi một chút. Ông ta cũng không thật sự muốn Ngân Thương báo đáp, mà là thật lòng muốn Ngân Thương giống như con non trong bộ lạc, khỏe mạnh trưởng thành, không cần phải gánh vác những thứ nặng nề này. Thân là tộc trưởng, tác dụng của ông ta chẳng phải là như vậy sao? Nếu ngay cả một con non cũng không bảo vệ được, vậy ông ta cũng không cần làm tộc trưởng nữa. Hồ Kiều Kiều nghĩ đến lời trưởng lão Bạch Phi lỡ miệng nói vừa rồi, lại cảnh giác nói với tộc trưởng. Tộc trưởng, đám thú nhân đến hôm nay hẳn là cùng một phe với mấy thú nhân hôm qua, cũng không biết bọn họ còn bao nhiêu đồng bọn. Bộ lạc chúng ta tạm thời bọn họ không xông vào được, nhưng con lo lắng bộ lạc Hồ Nguyệt bên kia. Hai bộ lạc cách nhau gần như vậy, lại thường xuyên qua lại, đối phương rất dễ dàng nhắm vào bộ lạc Hồ Nguyệt. Bọn họ vừa phải bảo vệ Ngân Thương, vừa phải đảm bảo an toàn cho hai bộ lạc. Nghe được lời của Hồ Kiều Kiều, tộc trưởng cũng nghiêm túc gật đầu. Suy nghĩ một lát, liền mở miệng nói, con yên tâm, ta sẽ phái thú nhân đến thông báo cho Hồ Lâm, bảo cậu ta cẩn thận đề phòng đám thú nhân này. Có lời của tộc trưởng, Hồ Kiều Kiều cũng yên tâm hơn. Hồ Lâm cũng là tộc trưởng của một bộ lạc, thủ đoạn lão luyện, bản lĩnh cũng không nhỏ, cô không cần phải lo lắng quá. Tộc trưởng nói xong, liền lập tức đi sắp xếp chuyện này. Hồ Kiều Kiều cũng cùng Long Mặc dẫn Ngân Thương trở về. Về đến nhà, mấy đứa nhỏ đang ở trong sân ngóng trông. Dù sao cũng là người nhà sống chung lâu như vậy, tuy miệng không nói, nhưng bọn họ rất quan tâm đến chuyện của Ngân Thương. Mương Mương, người về rồi. Vừa nhìn thấy Hồ Kiều Kiều, Long Nghiêu liền chạy tới, túm lấy vạt áo của Hồ Kiều Kiều. Mấy đứa nhỏ theo sát phía sau. Sao lại về sớm như vậy, không đi mò cá ở sông nữa sao? Hồ Kiều Kiều yêu thương sờ đầu Long Nghiêu, dịu dàng hỏi. Long Nghiêu lắc đầu, liếc nhìn Long Mặc sắc mặt lạnh lùng đứng sau Hồ Kiều Kiều, không dám hỏi. Nhưng đôi mắt lại đảo liên tục, nhìn qua nhìn lại giữa Ngân Thương và Hồ Kiều Kiều. Mấy đứa nhỏ phía sau đều có vẻ mặt giống như Long Nghiêu. Nhìn thấy bộ dạng tinh ranh của mấy đứa nhỏ, Hồ Kiều Kiều không nhịn được cười, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Long Nghiêu và mấy đứa nhỏ. Bên ngoài nóng, vào nhà nói chuyện. Cô vừa lên tiếng, mấy đứa nhỏ liền vui vẻ, vội vàng theo sau vào nhà. Chè đậu xanh múc ra trước khi ra ngoài đã nguội. Long Mặc lấy bát ra, trước tiên múc một bát cho Hồ Kiều Kiều, lại múc cho mỗi đứa nhỏ một bát. Vừa uống chè đậu xanh, sau khi được Ngân Thương cho phép, Hồ Kiều Kiều cũng kể lại chuyện vừa rồi cho mấy đứa nhỏ nghe. Nghe nói tộc nhân của Ngân Thương đến tìm nó, mấy đứa nhỏ đều mím chặt môi, ánh mắt lo lắng nhìn Ngân Thương. Ngân Thương ca ca, huynh muốn đi rồi sao? Long Nghiêu vẻ mặt không nỡ, nhịn không được hỏi. Long Trung có chút kích động nhìn Ngân Thương, bọn họ bỏ rơi huynh lâu như vậy, đột nhiên muốn tìm huynh về, nhất định là có ý đồ xấu, huynh sẽ không thật sự muốn quay về chứ. Tuy mỗi lần Long Trung nói chuyện đều không dễ nghe, nhưng luôn có thể nói trúng điểm mấu chốt. Tam ca nói đúng, bọn họ muốn huynh về, rất có thể là có mưu đồ khác. Long Tú cũng hiếm khi lên tiếng. Long Dục cũng căng mặt, không nói gì, ánh mắt nhìn Hồ Kiều Kiều và Long Mặc vẫn luôn bình tĩnh, rất nhanh liền thả lỏng. Mương Mương và phụ thân bình tĩnh như vậy, nhất định đã có tính toán. Nhìn ánh mắt quan tâm của mấy đứa nhỏ, Ngân Thương không khỏi ấm áp trong lòng. Nó không trả lời, theo bản năng nhìn về phía Long Linh Nhi. Lại thấy Long Linh Nhi chỉ mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn nó không nói gì, nhưng như thể đã nói hết. Ngân Thương chỉ cảm thấy tim thắt lại, vội vàng trả lời, con không đi. Nó vừa nói xong, liền thấy đôi mắt long lanh của Long Linh Nhi cong lên, con biết Ngân Thương nhất định sẽ không rời đi mà. Khoảnh khắc này, Ngân Thương bắt đầu mừng thầm, nó không đưa ra quyết định khiến mình hối hận. Hồ Kiều Kiều cũng dịu dàng cười nói, Ngân Thương sẽ không đi, chúng ta là người một nhà. Vẻ mặt căng thẳng trên mặt mấy đứa nhỏ lúc này mới dần dần giảm bớt. Long Nghiêu tức giận nắm chặt nắm đấm, biết trước hôm qua mấy thú nhân đó bắt nạt người nhà của Ngân Thương ca ca, Tiểu Ngũ nên ném thêm mấy cái, báo thù cho Ngân Thương ca ca. Đúng vậy, lần sau còn để ta nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ ném cho đầu bọn họ nở hoa. Lần này Long Trung hiếm khi không đối đầu với Long Nghiêu, mà là đứng cùng chiến tuyến với nó. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ tình cảm tốt, còn đoàn kết như vậy, Hồ Kiều Kiều rất an ủi trong lòng. Cô ôm lấy cánh tay Long Mặc, dịu dàng nói, bất kể sau này có nguy hiểm gì, chúng ta đều cùng nhau gánh vác. Được, đáy mắt Long Mặc phản chiếu khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Hồ Kiều Kiều, không khỏi nhếch môi mỏng, giọng nói trầm ấm đáp, ngày hôm sau. Bộ lạc Hồ Nguyệt. Cái gì? Vậy mà có thú nhân bắt nạt con non của Kiều Kiều, ai to gan như vậy? Hồ Lâm nghe thấy lời thú nhân do tộc trưởng phái đến thông báo, lập tức cau mày, lớn tiếng hỏi. Ông ta nghe loáng thoáng, căn bản không nghe hết, chỉ nghe được mấy chữ Kiều Kiều, con non, muốn đi,
còn tưởng rằng có thú nhân muốn cướp con non với Hồ Kiều Kiều. Không phải Long Dục bọn họ, là con non mà Hồ Kiều Kiều nhận nuôi, Ngân Thương. Thú nhân vội vàng giải thích lại một lần nữa. Ồ, là Ngân Thương à? Hồ Lâm lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, sắc mặt vẫn không đẹp. Ngân Thương cũng là con non của Kiều Kiều nhà ông ta. Vì thân thế của Ngân Thương phức tạp, đa số thú nhân đều không biết, Hồ Lâm cũng chỉ biết Ngân Thương bị bỏ rơi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hồ Lâm càng thêm tức giận, mắng chửi thú nhân Bạch Phi một trận. Lũ thú nhân không biết xấu hổ này, Kiều Kiều nuôi con non tốt như vậy, bọn họ liền muốn đòi lại, sao bọn họ lại mặt dày như vậy? Thú nhân kia cũng phẫn nộ, nghe ông ta mắng xong, mới tiếp tục nhắc nhở. Tộc trưởng Hồ Lâm, tộc trưởng nói bọn họ có thể sẽ nhắm vào bộ lạc Hồ Nguyệt, bảo bộ lạc Hồ Nguyệt cẩn thận một chút, nếu bọn họ đến, thì đừng tiếp nhận bọn họ. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận thú nhân lương thiện, nhưng không muốn tiếp nhận lũ người này. Được, ta biết rồi. Hồ Lâm nghiêm túc gật đầu, chuyện liên quan đến bộ lạc, ông ta chưa bao giờ qua loa. Ông ta vừa nói xong, bên ngoài liền chạy vào một thú nhân tộc Hồ Ly vẻ mặt lo lắng. Tộc trưởng, bên ngoài có một thú nhân tự xưng là tộc trưởng Bạch Phi nói muốn gặp ngài.